Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Hạ Vi xin được gửi tới các bạn tập 2 bộ truyện mới của tác giả Hạ Long. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Minh Vũ cũng quên bén luôn chức vị của mình là một xếp tổng cao cao tại thượng mà làm ra hành động trẻ con. Không báo trước, Vũ đứng phát dậy, vươn tay cốc vào chán Khánh Hà một cái hơi có lực, khiến cô nhăn mặt la lên. Á, à, sao xếp vô cơ đánh em? Cãi thì giỏi không ai bằng. Em cãi gì ạ? À? Còn nói là không à? Em không có, vì em hiểu ở môi trường công ty nào thì cũng không tránh khỏi sự va chạm cạnh tranh nhau. Chỉ là bỗng dưng vô duyên vô cớ bị bắt nạt cũng phải cho em cơ hội bảo chữa chứ. Nhưng nếu sếp không cho em có được cả cái quyền đó thì từ lần sau sẽ không lên tiếng để bản thân chịu thiệt thòi tránh mang lại phiền phức tới cho anh họ của bản thân. Cái miệng vẫn là hơn người nhưng cuối cùng thì vẫn nhận anh là người quen rồi đấy. Càng tiếp xúc thì Vũ lại càng hiểu rõ tại sao mà em họ của anh khác một trời một vực cô bé tên Khánh Hà này nhưng lại trở thành bạn thân của nhau biết vậy thì tốt em vẫn là người biết điều chỉ là người ta cứ khiến em khó xử bớt miệng lưỡi đi từ nay làm việc nghiêm túc trung thành với tôi ngược lại tôi sẽ là lá chắn tốt nhất cho em sếp nói thật ạ à? sếp muốn chống lưng cho em thật sao nhìn tôi giống người đang nói đùa sao em đâu có phải nhà tiên tri mà đoán biết được đã bảo là miệng lưỡi ít thôi nghe tôi nói này sắp tới công ty bắt tay vào chiến dịch cho ra mắt sản phẩm mới em có muốn tham gia không hơn ai hết khánh hà mong muốn điều đó biết nhường nào nếu được tham gia thì cô có rất nhiều cơ hội để phát triển nhưng cũng hơn ai hết khánh hà hiểu rõ quy định chọn người cho một lần tham gia chiến dịch quan trọng của công ty là rất khắt khe đối với người cũ còn phải chọn lên chọn xuống bằng cách thi loại trực tiếp thì làm gì có đặc quyền cho nhân viên mới vào có cơ hội chính xác là quy định không cho người mới tham gia hương ly đã nói rất rõ cho cô trước đó rồi vậy mà cái người này còn muốn đùa cô nữa sếp là cố tình muốn trêu chọc em phải không ô hay sếp chừng mắt nhìn em làm gì ạ à? chẳng phải người đưa ra quyết định không cho người mới có cơ hội tham gia vào mấy chiến dịch quan trọng này là sếp hay sao đồ ngốc vâng làm sếp thì luôn có quyền mắng cấp dưới là ngốc nghếch mà chúng em sao dám cãi tôi thật muốn bổ đôi cái đầu của em ra quá không biết trong não của em chứa gì mà lúc thì thông minh quá lúc thì như kẻ ngốc thật không đâu bị mắng là ngốc nghếch khiến cho hà bực mình lắm nhưng làm sao cô dám tranh cãi kịch liệt khi mấy ngày đầu đi làm đã xảy ra mấy chuyện không hay thôi thì nhịn xuống một bước để tiến thêm nhiều bước về sau này nếu sếp mắng em đủ rồi cũng như từ nãy tới giờ muốn thử thách sự chịu đựng nhẫn nại của em thì sếp đã thành công rồi ạ ờ còn nếu sếp vẫn muốn thử thách em nữa thì cứ ra đề bài đi em không dám than vãn đâu tôi hỏi thật là chỉ số iq của em hết hạn rồi à sao như hệ điều hành bị lỗi vậy thế rốt cuộc sếp muốn em phải làm sao đây ạ đã thế thì đừng trách tôi cho em thử thách khắc nghiệt. Thái độ lúc nọ lúc kia, nói thì không nói thẳng một lèo, bày vẽ kiểu úp mở, ai biết đâu mà đoán, luôn miệng trách người khác nhưng bản thân mới là hệ điều hành lỗi thì có. Còn lầm bẩm thì biết tay tôi đấy. Em không dám, sếp cứ đưa yêu cầu đi, em sẵn sàng rồi đây. Tôi mới chỉ được xem qua bản vẽ hôm em vào ứng tuyển. Để thuyết phục hơn thì em ngồi tại đây thể hiện đi. Tôi muốn xem thực tế là sếp sợ em sao chép hay là không có năng lực là gì thì em cứ chứng minh đi đúng là kẻ làm kinh doanh thì không để bản thân bị thiệt thòi bao giờ nhưng làm gì thì cũng cho người ta có thời gian lấy cảm hứng chứ sắp tới giờ ăn cơm tối rồi mà còn bắt con người ta ở đây vẽ vời không cho ăn tối lấy sức đâu mà sản sinh năng lượng ý tưởng người gì đâu mà ác độc tưởng là hoàn thành một mẫu thiết kế là đơn giản lắm hay sao vẫn còn ngồi ngơi ra đó làm gì em làm ngay đi ạ làm ngay và luôn cho tôi Lát nữa tôi quay lại Mà còn để giấy trắng Thì chỉ còn cơ hội chuyển hành lý về Bắc thôi đấy Chắc chiều mãi mới được vài suy nghĩ tốt đẹp Về anh họ của bạn thân Mà chỉ vì câu dọa dẫm này làm cho bay biến mất Dẫu ngoài mặt không thể hiện gì Nhưng trong lòng Khánh Hà đang nổi sóng dữ dội Và miệng bắt đầu lầm bẩm Khi Minh Vũ đóng cửa đi ra ngoài Cái tên xếp hách dịch Kẻ không có tình thương Miệng mới nói hay như đài Mà chưa bao lâu liền thay đổi Bản thân mình biết đói bụng Còn người ta không biết đói chắc Dành thân đi ăn cho đã rồi lấy sức về một quát nạt tiếp. Cầu cho anh bị hóc, bị nghẹ thì tôi mới vừa lòng. Minh Vũ vừa xuống tới sảnh công ty thì bị hắt xì hơi liền mấy cái. Đã vậy, mí mắt cứ giật giật liên tục. Là ai đang mong? Hay là có người đang nói xấu mình nhỉ? Minh Vũ lầm bẩm tự hỏi thì lại tiếp tục hắt xì hơi thêm hai cái nữa. Không lẽ là Khánh Hà? Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Vũ. Nhìn số của Khương Ly gọi đến, Vũ liền hắng giọng sau đó bắt máy. Có việc gì? Anh làm gì bắt nạt bạn em ở lại giờ này chưa cho về Mới đó mà bạn em đã mách lẻo rồi hay sao Không phải là mách lẻo Mà bữa nay em qua nhà Hà ăn trực Nên mới biết nó phải ở lại công ty chưa về Anh nói đi Anh bắt nạt bạn em phải không Mang tiếng là bạn thân Mà thân ai người ấy lo nhỉ Nghe anh họ nhấn mạnh câu nói Khiến Hương Ly dựa có chuyện chẳng lành Sốt ruột liền hỏi thẳng vấn đề Anh nói vậy là sao Thì bạn em mới ngày đầu đi làm Đã bị cô Trúc ở bộ phận tiếp tân ăn hiếp nhưng bạn em cũng không phải vừa đâu nói như vậy là chuyện đã êm xuôi rồi phải không ừ thế xong rồi anh còn giữ bạn em ở đấy làm gì giải quyết vụ việc là một chuyện còn phạt thì không tránh khỏi ây à, cái lão này cũng lắm chuyện ghê nói là phạt nhưng là cố tình giữ người ta lại được rồi coi như đứa em này phụ một tay vậy có điều trước khi phụ giúp hương ly cũng tranh thủ chọc cho mấy câu ngày trước em kể lể khoe về nó thì làm ra vẻ không quan tâm còn giờ lại lấy quyền hành bắt nạt người ta anh cũng lắm chuyện thật đấy Nói linh tinh Vẫn còn cứng miệng hả anh trai Không có chuyện gì nữa thì tắt máy đi Em nói trước, làm gì thì làm Cũng phải cho bạn thân của em ăn tối đúng giờ đấy Trưa nay nó ăn ít đấy Là do không khỏe Hay là thực đơn của nhà ăn không hợp Ôi trời ơi, làm ra vẻ vô cảm lạnh lùng nữa đi Còn chưa được mấy hồi đã dối rít cuống quýt quan tâm người ta rồi Anh định thay thực đơn của công ty Theo sở thích của bạn em hay sao mà hỏi Chỉ cần cô ấy thích thì anh cũng không ngại Thôi xong, anh trai mình phôi lớp rồi. Cứ ý thôi, vào vấn đề chính đi. Em ghi nhận tấm lòng của anh vì bạn em, nhưng em nghĩ anh đừng làm nó sợ. Lý do đúng là vì thực đơn hôm nay không hợp khẩu vị. Có điều ở tập thể thì mình không chỉ biết đến bản thân của mình được. Vậy nên bây giờ vẫn là nhờ anh chăm sóc bạn em chu đáo một chút. Nó thích mấy món đơn giản lắm, để em nhắn tin qua cho anh nhé. Đọc tin nhắn của Hương Ly gửi qua, Minh Vũ chỉ biết cười lắc đầu. Đúng là cô gái không giống ai, thích những món mà anh không nghĩ tới. Minh Vũ sau khi kết thúc cuộc điện thoại thì hăng hái đi tìm đồ ăn tối, còn trên này Khánh Hà vẫn nhìn chăm chăm vào trang giấy trắng, không phải là cô không có ý tưởng mà là vì bực bội bị bắt nạt làm không thông nên chưa muốn bắt đầu. Biết Minh Vũ đang mở cửa đi vào, nhưng Khánh Hà không thèm ngẩng mặt nhìn lên, tuy nhiên cô không tỏ ra chống đối nữa mà đặt bút cho nét vẽ đầu tiên, thế nhưng chẳng ai như Minh Vũ lại ngớ miệng trêu chọc cô. Có vẻ là em muốn chuyển hành lý ra Bắc nhỉ? Em còn phải lấy cảm hứng chứ? sếp tưởng muốn mà làm được ngay sao thế có cần nạp năng lượng để ý tưởng ra nhanh không giờ này mọi nhà cũng chuẩn bị vào bữa tối thì em cũng không ngoại lệ ạ à? nói rồi khánh hà vứt bỏ sự không hài lòng qua một bên xuống giọng nhẹ nhàng với vũ hay là sếp cho em ra ngoài 15 phút được không làm gì em đi ăn tạm cái gì đó rồi vào làm tiếp có kén ăn không sao ạ à? à ý tôi muốn nói nếu em không kén chọn thì ở lại đây ăn cùng với tôi vừa nãy tôi ra ngoài là bạn tôi gọi xuống lấy đồ hình như gửi cũng khá nhiều một mình tôi ăn chắc không hết bỏ đi thì phí ý của sếp là mời em ăn cùng ạ à? tưởng mình nghe nhầm nên khánh hà dù đang rất ngạc nhiên vẫn cố hỏi lại một lần nữa để xác nhận thì minh vũ đặt túi đồ ăn lên bàn giục cô em dọn mấy tờ giấy này gọn vào đi à vâng bỏ đồ ra xem ăn được món nào thì ăn ôi nhiều như này ạ à? nhiều thì ăn đi bạn của sếp hay thật đấy mấy món này em đều thích Vậy ăn no bụng đi rồi làm cho tốt vào Thấy hơi áy náy Vì khi nãy lỡ mắng người ta thậm tệ Thôi thì chuộc lỗi bằng cách hoàn thành sớm bản mẫu Sau khi ăn no vậy Xếp yên tâm, nạp năng lượng xong Là em tập trung vào chuyên môn liền Ừ, ăn đi Trời ơi, tự nhiên xuống tông giọng nhanh vậy Đấy, nói giọng ấm áp như vậy Có phải đáng yêu không Khi nãy là tại nói khó nghe quá Nên tôi có trách cũng không phải quá đáng Không lo ăn đi, còn ngồi ngây ra đó À vâng, em ăn đây Khánh Hà cũng không còn ngại ngùng nên ăn khá vô tư, cũng không quen khen tặng cảm ơn người cho cơm và người đưa cơm. "Công nhận ngon thật đấy sếp ạ." "Ngon thì ăn hết đi." "Em cảm ơn sếp và bạn của sếp nhiều nhé." Đúng là mấy món sở thích nên Khánh Hà ăn rất ngon miệng, vốn tính không quá cầu kỳ lại không cần giữ ý tứ trước người đã quen nên Khánh Hà mau chóng kết thúc bữa ăn. "Sếp cứ từ từ ăn nhé, em no rồi ạ." "Em ăn xong rồi sao?" "Vâng, em ăn nhanh lắm." "Tôi có dục đâu mà phải ăn nhanh như thế?" Do thói quen thôi ạ à? Sếp cứ thông thả nhá Em ra ngoài đi vài vòng rồi em vào dọn dẹp ạ Nói là đi liền Khánh Hà ra ngoài hành lang đi dạo vài vòng Sau đó mới quay vào Nhưng Minh Vũ cũng đã ăn xong từ bao giờ Và còn dọn dẹp gọn gàng giúp cô nữa Xem chừng người này cũng không quá vô cảm như vẻ bề ngoài Ơ ờ, đã bảo để em dọn rồi mà Tiện tôi dọn luôn Có đủ uống đây em lấy đi Sếp để uống cà phê ạ à? Tôi còn làm một vài việc nữa nên cần dùng cà phê Em uống ly nước ép hoa quả đi vâng em cảm ơn sau cuộc đối thoại ngắn thì ai vào việc đó lúc đầu minh vũ rất tập trung cho công việc nhưng chỉ sau ít phút anh đã chuyển sự tập trung sang người con gái trước mắt mình minh vũ không thể ngồi yên vì sự say mê quá đỗi của khánh hà trong công việc tuy nhiên khi anh rời khỏi vị trí đi lại bên cạnh cô thì cũng không làm hà chú ý mà phải đến khi mẫu thiết kế được hoàn thành mới khiến cô để tâm cuối cùng cũng xong sếp sếp xem có ổn không ạ à? được rồi để đây cho tôi không còn sớm nữa em về trước đi ơ ờ, sếp không cho đánh giá làm sao em biết có qua hay không tạm thời qua nếu sếp đã thông qua thì em xin phép về trước ạ làm khó cả buổi cuối cùng cũng chịu tha cho cô rồi khánh hà vội nói lời cảm ơn rồi xin phép về trước cơ mà số của cô hôm nay đen đủi thật hết người nọ tới người kia bắt nạt chèn ép mà ông trời vẫn không thương xót đến phương tiện đi lại cũng lăn ra hỏng không đúng lúc thế này khánh hà loay hoay một hồi mà không biết phải làm thế nào đành để xe lại sau đó cô đi bộ ra ngoài tính bắt xe ôm cho tiết kiệm tiền, thì vừa lúc thấy xe của Minh Vũ di chuyển tới gần, cho xe chạy chậm, hạ cửa kính xuống, Vũ lên tiếng hỏi cô. Giờ này sao còn ở đây? Dạ, là do xe máy của em bị hư đột xuất, nên em tính ra ngoài bắt xe ôm về ạ. Em chọn ở đâu? Dạ, cũng gần đây thôi ạ. Chắc không có ai mà đen đuổi như Khánh Hà, đen phun ngày luôn, vì vừa dứt lời thì có một cậu thanh niên nhanh chân hơn cô, tiếc tiền bắt taxi, chuyển qua đi xe ôm cũng bị cướp mất thế này thì còn gì để nói nữa. Khánh Hà đứng tần ngần ra đó thì Minh Vũ dục cô lên xe của mình. Lên xe tôi trở về. Dạ thôi, em ra bắt taxi được rồi, Xếp cứ về đi ạ. Không còn sớm đâu, nhanh lên. Như vậy phiền sếp lắm, xe taxi có sẵn đây rồi. Khuya muộn, đi taxi không an toàn, nhanh lên xe đi. Lên thì lên, càng tiết kiệm được tiền. Nghĩ vậy, Khánh Hà liền không trần trừ nữa mà mở cửa ghế sau ngồi vào và đọc luôn địa chỉ cho Minh Vũ. Không quá lâu, chỉ mất khoảng 15 phút là hai người về tới chỗ trọ của cô, trước khi mở cửa xe đi xuống, Khánh Hà cũng thật lòng nói tiếng cảm ơn. "Em cảm ơn sếp đã cho em quá giang ạ." "Không có gì, sếp về cẩn thận ạ." Minh Vũ trước câu dặn dò của Khánh Hà chỉ gật đầu, đợi cô đi hẳn vào trong ngõ thì anh mới cho xe rời đi. Cả ngày dài với mấy chuyện không đâu khiến Khánh Hà có chút mệt mỏi nên khi tắm xong liền lên giường đi ngủ luôn chứ không gọi điện tâm sự với bạn thân như mọi hôm có được giấc ngủ dài sáng hôm sau tinh thần của khánh hà phấn chấn hẳn cô nhanh chóng thay đồ trang điểm rồi cầm túi sách đi ra đầu ngõ đang ngắm nghía xem nên mua xôi hay bánh mì thì bất ngờ nghe tiếng của minh vũ gọi cô cùng với tiếng còi xe ô tô ơ sếp đi đâu mà sớm vậy ạ à? tôi qua đây có chút việc tiện cho em quá giang luôn việc gì mà sếp phải đi sớm thế việc riêng của tôi mau lên xe đi Vâng, đợi em chút, em mua gói xôi đã Tôi cũng chưa ăn sáng Lên xe, tôi chở đi ăn luôn Như vậy đâu có được ạ à? Mau lên xe, không có mấy người bán hàng năng lườm tôi kia kìa Đúng là đỗ xe ở đây cũng không được Vì chỗ người ta bán hàng Nên Khánh Hà nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào Ra khỏi xóm trọ Minh Vũ bấy giờ mới hỏi cô Em thích ăn gì? Xếp cho em ăn gì thì em ăn đó, em không kén ăn Dễ nuôi vậy à? Em ăn đơn giản lắm, cứ no bụng là được Vậy chờ em đi ăn bánh cuốn nhé đảm bảo chỗ này rất ngon ui ăn món này phải đợi rất lâu ạ sợ là muộn làm đấy ạ yên tâm sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu có gì tôi chịu trách nhiệm việc đi muộn hay sớm thì ai dám khiển trách người làm sếp như anh chỉ cô gặp phiền phức vì là nhân viên mới nhưng thôi người ta đã nói thế rồi thì cứ ăn trước đã chắc cũng không muộn giờ vào làm đâu khánh hà khá bất ngờ vì người như minh vũ lại chọn địa điểm ăn sáng ở một nơi dân dã mà nơi này thì cô và hương ly đi thường xuyên rồi xem ra vị xếp có vẻ ngoài sang chảnh cũng không quá cầu kỳ kỹ tính đến rồi xếp hean ở đây à cũng thi thoảng em cứ tưởng là khách quen thì sao lại không gặp hai đứa em nói vậy là em và bé ly hay tới đây à vâng trước đó ly với em đi suốt xem ra chúng ta cũng có điểm chung đấy nhỉ cũng coi như là có ạ à. minh vũ có vẻ dễ nuôi giống như cô ăn uống không cầu kỳ mà hình như là cũng không khó gần khó tính như lời đồn đại Bữa sáng hơi vội của cả hai sau đó cũng kết thúc. Khánh Hà sợ muộn nên luôn miệng dục Minh Vũ lái xe nhanh. Và khi tới khu vực để xe của công ty, cô chỉ kịp cảm ơn Vũ rồi nhanh chân chạy vào trước để kịp giờ quẹt thẻ. Lên tới phòng làm việc, Khánh Hà vẫn còn đang thở hổn hển thì trưởng phòng Tuyết Nhung đi ra, hô hào mọi người nhanh chóng tập trung. Không biết là có việc gì, nhưng ai nấy cũng mau chóng ổn định chỗ ngồi và khi nghe được thông báo lãnh đạo quyết định thay đổi quy định cũ tạo điều kiện cho tất cả các nhân viên của phòng thiết kế, bao gồm cả nhân viên mới có cơ hội tham gia thử sức trong tất cả chiến dịch quan trọng của công ty thì ai nấy đều vui mừng. Nhất là những người mới vào như Khánh Hà, thực sự không thể kiềm chế được cảm xúc bùng nổ. Mọi người ôm nhau, hò hét ẩm ý, thể hiện niềm vui sướng khôn cùng. Chỉ có hai người là Tuyết Nhung và Kim Sơn vẻ mặt đăm chiêu nhìn nhau. Thông tin rất nhanh đến tai của Trúc, cô ta tìm đào Kim Sơn, nói chuyện xem rốt cuộc là tại sao lại có sự thay đổi đột xuất này thì tên đó mặt hầm hầm tức tối. Tình hình này, mấy đứa mới vào lại được dịp lên ngôi, chỗ đứng của anh sắp bị chúng nó chèn ép rồi. Thế thì mau mà nghĩ cách đi, chứ em thấy con Khánh Hà nó không bỏ qua cơ hội này đâu. Từ qua tới nay, em thấy nó dính với sếp Vũ lắm đấy, có khi nào nó cậy vào tí nhan sắc mà câu dẫn sếp không? Nó đi chung với sếp Vũ ư? Hình như bữa trước xe nó hỏng nên sếp đưa nó về hay sao ấy, còn sáng nay chính mắt em trông thấy nó từ trên xe của sếp vũ đi xuống nếu không phải có gì thì sao lại có được đặc quyền này chứ anh thừa biết là sếp vũ chưa cho bất cứ nhân viên nữ nào đi nhờ xe đến chị tuyết nhung còn hạn chế cơ mà con nhỏ này không tiêu diệt nó thì có ngày nó trèo lên đầu mình ngồi phải báo cáo chị nhung ngay mới được vâng anh và chị nhung nhất định phải cho nó ra bã đấy tuyết nhung trước kế hoạch đang gấp cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm theo chỉ đạo bên trên nhanh chóng phát động cuộc tuyển chọn ra nhân viên có năng lực để chuẩn bị cho chiến dịch ra mắt sản phẩm mới. Từ hôm vào đến nay, thái độ của Tuyết Nhung đối với Khánh Hà khá bình thường, không tỏ ra khét bỏ cũng chẳng phe phái. Thế nhưng khi nghe tên Sơn nói, cô có ý với cả Duy Long và Minh Vũ thì Nhung đã không còn giữ được vẻ bình thường với cô nữa. Sau thời hạn 2 ngày thì tới ngày thứ 3, tất cả mẫu thiết kế của nhân viên đã được đặt gọn trên bàn giám đốc Duy Long. Tuyết Nhung sau đó cùng ngồi lại bàn bạc, lựa chọn ra những mẫu thiết kế tốt nhất thì phát hiện ra mẫu của khánh hà và kim sơn rất giống nhau trước sự trùng lập này tuyết nhung liền cho gọi cả hai lên đối chất thì tên sơn không để cho khánh hà lên tiếng giải thích mà chỉ tay xỉ nhục cô luôn trước mặt duy long cô hà cô là nhân viên mới nếu không muốn học hỏi thì cũng đừng có ăn cắp chất xám của người khác một cách công khai như vậy chứ làm như vậy là hèn hạ là xỉ nhục những người đã hết lòng muốn giúp đỡ cô đấy anh sao cô còn muốn giải thích à Cả phòng thiết kế biết rất rõ Tôi là người làm được việc như nào Còn cô Tính đến hôm nay Chưa được một tuần Đã lộ bản chất vô sỉ ăn cắp Ai là người ăn cắp Duy Long cũng chưa kịp lên tiếng Trước sự dồn ép của tên Sơn đối với Khánh Hà Thì bất ngờ Minh Vũ đẩy cờ bước vào Mặt anh lúc này thật sự rất nghiêm túc Tôi vừa nghe cậu Sơn nói ai đó ăn cắp Vậy rốt cuộc là ăn cắp thứ gì Dạ Sự việc là em và giám đốc Long đang ngồi bàn bạc chọn lọc ra những mẫu thiết kế tốt nhất. Nhưng đến mẫu của cô Hà và cậu Sơn thì chúng em phải dừng lại vì phát hiện hai mẫu rất giống nhau. Nên em đã yêu cầu cả hai cô cậu ấy lên để giải trình ạ. Tuyết Nhung trước câu hỏi của Minh Vũ liền đứng ra trả lời thay cho tên Sơn nhưng Vũ dù đã nghe rất rõ cũng không muốn dừng lại. Có trùng lập thì cũng nên ngồi lại nói chuyện đầu cuối phải trái. Chưa đâu thể muốn nói gì thì nói. Giám đốc Long, trưởng phòng Nhung hai người cũng đồng tình với thái độ của nhân viên phòng thiết kế ăn nói thiếu tôn trọng người khác như vậy sao em duy long thấy tuyết nhung ấp úng không biết nói thế nào liền đứng lên trả lời minh vũ chúng tôi còn chưa xem xét xong vấn đề thì sếp đã vào nhưng sếp yên tâm tôi sẽ xử lý rõ ràng ngay bây giờ được vậy giám đốc long bắt đầu đi duy long cầm hai mẫu thiết kế lên xem lại một lần nữa rồi hỏi tên sơn trước cậu chắc chắn đây là mẫu tự mình thiết kế chứ em chắc chắn ạ vậy cậu có gì chứng minh không dạ với mẫu thiết kế này em đã lên ý tưởng cách đây một tháng rồi em có lưu lại bản phác thảo và bản hoàn chỉnh trong máy tính em còn quay lại quá trình làm việc của mình nữa em xin phép cử các sếp xem qua ạ duy long đưa bản phác thảo bằng giấy cùng với máy tính của tên sơn qua cho minh vũ còn mình tiếp tục hỏi tới khánh hà cô hà cô có giải thích gì khi mẫu của mình trùng lập với mẫu của cậu sơn khánh hà điên với tên sơn lắm nhưng thấy minh vũ ra mặt muốn giúp đỡ thì cô cũng không vội mà cãi nhau vì hắn ta và giờ là cả giám đốc duy long cũng dành cho cô ánh mắt tin tưởng thì cô không thể khiến hai sếp lớn đang tạo điều kiện minh oan cho mình thất vọng được xem chừng lời hứa của minh vũ muốn chống lưng cho cô trước đấy chắc không phải nói xuông nếu anh là người biết giữ lời thì cô nhất định sẽ đáp lại thịnh tình này của anh thưa các sếp em có đôi lời giải thích và cũng có cả bằng chứng chứng minh mình không sao chép tác phẩm của anh sơn mời cô trình bày em không biết tại sao mẫu thiết kế của em và anh sơn lại giống nhau tuy nhiên việc anh sơn nhận định lên ý tưởng về mẫu vẽ này mới chỉ được trong một tháng nhưng ý tưởng của em đã có từ hơn một năm trước vì đây chính là mẫu thứ hai nằm trong series 5 mẫu thiết kế trang sức em đã từng nộp vào công ty mình ứng tuyển trước đó cô có bằng chứng cụ thể không dạ em xin phép mượn máy tính của giám đốc một chút được không ạ à? được khánh hà sau khi được sự cho phép của giám đốc long liền ngồi xuống làm một số thao tác thì chỉ ít phút sau tất cả hình ảnh của năm mẫu thiết kế trong series hiện ra ngoài việc đặt tên cho mỗi mẫu thiết kế thì khánh hà có một đặc tính rất cẩn thận và chi tiết cho mỗi tác phẩm sau khi hoàn thành đều có đánh số thứ tự ngày tháng và chữ ký ở góc phía dưới cũng thêm vào đó một minh chứng hết sức đáng giá đó là mỗi lần đến ứng tuyển và bị loại thì khánh hà đều chọn một góc đứng ở công ty chụp lại coi như đó là một thất bại để lần kế tiếp sẽ tốt hơn nhưng không nghĩ năm lần thất bại lưu lại kèm hình ảnh minh họa và đăng lên facebook chỉ để ở chế độ một mình xem lại có tác dụng minh oan cho bản thân thế này thưa các sếp vì là đang cần chứng cứ để chứng minh ngay tại thời điểm này nên em chỉ có thể cho mọi người thấy được dữ liệu trên máy và một số bằng chứng liên quan khác còn bản phát thảo và mẫu vẽ hoàn chỉnh trên giấy em để ở nhà trọ nếu các sếp và anh sơn đây vẫn chưa thấy thuyết phục thì em xin phép về lấy bổ sung cho đủ dẫn chứng cụ thể ạ khánh hà vừa nói tới đây thì đúng lúc có tiếng gõ cửa và người đi vào sau đó là hương ly trong khi mọi người vẫn đang dồn ánh mắt khó hiểu thì ly đã lên tiếng trước tôi xin lỗi đã làm phiền cuộc điều tra của các sếp nhưng vì bạn tôi đang cần chứng cứ để chứng minh nên tôi xin phép được bổ sung ạ hương ly biết khánh hà cũng như tên sơn và tuyết nhung đang rất bất ngờ nhưng lần này ly không có ý định giấu giếm mối quan hệ của mình với khánh hà nữa chúng ta cũng không cần giấu giếm mối quan hệ bạn thân làm gì nữa này cầm lấy để đập vào mặt cái kẻ dám nói bà ăn cắp chất xám của hắn ta đi mình đi lên bằng thực lực thì không cần sợ ai nói gì hiểu chưa ừ tôi hiểu rồi vậy mới là khánh hà tôi quen chứ bản thân muốn nhịn xuống muốn sống yên ổn nhưng họ không để cô yên thì cũng không phải nhường nhịn họ nữa hương ly nói đúng ai muốn nghĩ gì kệ họ làm sao mà làm hài lòng hết tất cả được vẫn là nên bảo vệ chính mình và tốt với người che chở cho mình thôi thưa các sếp em xin gửi bản phát thảo và bản hoàn chỉnh trên giấy mọi người xem và đánh giá ạ nếu vẫn chưa thuyết phục em xin được cùng với anh sơn thực hiện lại mẫu thiết kế tại đây để chứng minh một lần nữa minh vũ mặc cho duy long và tuyết nhung xem qua bản phác thảo của khánh hà cũng không có ý kiểm tra lại mà đứng dậy phán một quyết định cho bản án của tên sơn tôi nghĩ việc này không cần truy xét thêm nữa vì mọi thứ đã quá rõ ràng đào kim sơn là người sao chép bởi cậu ta chính là kẻ to gan một tay che trời dám qua mặt tôi loại ứng viên là cô hà khỏi danh sách ứng tuyển trước đây của công ty sếp tôi tôi không Tôi không muốn nghe mấy lời thanh minh giải thích vô nghĩa. Cũng như SAM, không cần một nhân viên có tư cách lẫn tố chất kém cỏi. Cậu bị sa thải. Thái độ cùng với lời phán dứt khoát, Minh Vũ không cho tên Sơn có cơ hội cầu xin, cũng như không cần ai tham khảo ý kiến về việc bản thân có quyết định tiếp sau đây đối với Khánh Hà. Tôi quyết định đặt cách cho cô Khánh Hà. Từ nay không cần qua bất cứ một cuộc kiểm tra nào nữa, mà chính thức trở thành nhà thiết kế đặc biệt của SAM. Hãy đưa chọn bộ sưu tập của cô Hà bị loại trước đó làm chủ đạo trong mẫu thiết kế tới đây, để cô Hà dẫn dắt đội ngũ thiết kế đã được lựa chọn, cũng cho phép cô Hà có toàn quyền quyết định liên quan tới thiết kế trong chiến dịch lần này. Với quyết định của Minh Vũ, Duy Long hoàn toàn nhất trí đồng tình, bởi anh cũng rất ưng ý với mỗi thiết kế đầy sáng tạo của Khánh Hà, và ngoài vấn đề công việc thì Duy Long còn có một cảm giác đặc biệt với cô, thứ cảm xúc vừa giống như người thân, lại vừa giống như tri kỷ. Nhưng đối nghịch với sự đồng tình ưu ái của hai người đàn ông dành cho Hà thì trưởng phòng Nhung có vẻ không nhất trí Sếp, việc này anh liệu có quyết định nhanh quá không? Trưởng phòng Tết Nhung nói vậy là có ý trách tôi sơ sài trong suy nghĩ sao? Em không có ý đó, nhưng anh cũng biết rõ để đạt được vị trí trên phải trải qua rất nhiều thử thách Tự nhiên Khánh Hà nhận không vị trí này có phải làm khó cô ấy không ạ? À? Em không muốn nhân viên của mình bị lời ra tiếng vào thực sự không hay chút nào suốt cuộc là vì đâu mà một người mới như Khánh Hà lại có thể nhận được ưu ái lớn nhất như vậy chuyện mà từ trước tới giờ chưa có ai có được ngay cả bản thân Tuyết Nhung được hai bên người lớn ủng hộ nhưng trong công việc thì Minh Vũ không hề có ý thiên vị thế mà giờ anh lại cho người mới đặc quyền quá lớn đã vậy còn hỏi câu hỏi xoáy với cô ta nữa sao trưởng phòng Nhung lại nói cô Hà nhận không vị trí này ý anh là sao ạ nếu không phải cậu Sơn ngăn cản thì cô khánh hà đã là nhân viên của sam từ hơn một năm trước rồi và với tài năng của cô ấy thì trưởng phòng nhung thử nghĩ xem hơn một năm qua cô hà đã cống hiến cho sam nhiều hay ít em hãy nhìn vào thực lực của cô ấy qua những tác phẩm cũ đi rất xuất sắc phải không điều này đối với người có chuyên môn sẽ nhìn ra ngay vậy mà trưởng phòng nhung không thấy cô hà chính xác là một nhân tài sao phải chăng những năm trước trưởng phòng nhung đi du học chỉ là cho có với minh vũ bất kỳ nhân viên nào có tài thật sự đều được hưởng quyền lợi xứng đáng. Tuy nhiên, đối với người con gái anh thích thì phần hơn là điều tất lẽ dĩ ngẫu, lại thêm tính cách không thích vòng vo nhiều lời nếu không phải ngoại lệ của anh. Bỏ qua mối quan hệ quen biết của hai gia đình, Vũ thẳng thắn chấn chỉnh cấp dưới mà không sợ bị ai dị nghị phán xét. Tuyết Nhung bị Vũ thẳng thắn phê phán liền không dám lên tiếng. Dạ, đúng là em suy nghĩ chưa thấu đáo, Khánh Hà rất xứng đáng với vị trí này. Em hứa là sẽ giúp đỡ cô ấy phát triển nhiều hơn ạ. Được, vậy việc tiếp theo cô tự sắp xếp đi. Vâng ạ. Lần lượt Tuyết Nhung cùng với tên sơn ra khỏi phòng có Duy Long, Khánh Hà thấy mình cũng không cần phải ở lại thêm nữa, liền thu gọn đồ rời đi thì bất ngờ Minh Vũ lên tiếng. Em định cứ thế mà rời đi sao? À, em em cảm ơn sếp. Em cảm ơn giám đốc Long đã giúp đỡ em ạ. Cũng xong việc rồi, em xin phép về dưới phòng làm việc tiếp ạ. Em có biết mình vừa mới nhận được vị trí gì không? Chỉ định cảm ơn Xuân như thế thôi sao? Dạ, em thật lòng cảm ơn ban lãnh đạo đã chiếu cố cho em. Em nhất định sẽ cố gắng hết mình ạ. À? Tôi cần thực tế hơn một chút. Em thực sự là tới hôm nay, Duy Long rất có hảo cảm với Khánh Hà. Cô có vẻ ngoài là một cô gái đơn thuần, nhưng khi vào tình huống hoàn cảnh thì Hà lại thể hiện cái tôi rất rõ, nổi bật nhất là tính cách không tham vọng. Nếu vào một người khác có lẽ khi nhận được vị trí thiết kế đặc biệt này sẽ rất vui mừng, nhưng cô thì chỉ thể hiện vừa phải. Điều này càng chứng tỏ Khánh Hà hiểu rõ sức nặng của vị trí đó. Càng lên cao thì áp lực càng lớn, không phải đơn giản là nhận được nhiều ưu ái từ vị trí này. Là sếp tự nguyện cho người ta hưởng đặc cách, mà giờ còn làm khó nữa. Từ bao giờ mà sếp trở nên biết đùa thế hả? Thấy nhân viên của mình bị Minh Vũ cố tình bắt nạt, thì Duy Long cũng lên tiếng nói đỡ. Nhưng không ngờ Minh Vũ bữa nay kệ quyền hành, cứ trơ mặt ra trêu chọc người ta Cậu nhìn tôi giống đang đùa sao Thế không phải sao Là tôi nhìn nhầm mà Cậu xử lý tên Sơn đi Mạnh tay vào Đi luôn đi Tôi mượn văn phòng của cậu 5 phút Không cần đoán giả đoán non Thì cũng biết tên bạn thân có ý với người ta rồi Duy Long cười tủm tỉm Sau đó đứng dậy đi ra ngoài Trước hành động này của hai người đàn ông Khiến cho Khánh Hà có chút khó hiểu Hết nhìn Minh Vũ rồi lại cố vắt óc xem Rốt cuộc là anh đang muốn làm gì thì bất ngờ vũ tiến sát cạnh cô hỏi nhỏ sao thế à không không có gì ạ sợ tôi làm gì sao mà lắp bắp thế không không có tại tại sếp đứng hơi gần biết rõ là khánh hà xấu hổ nhưng minh vũ không chịu bỏ qua tiếp tục trêu chọc cô tôi thấy em đứng nói chuyện với đồng nghiệp nam với giám đốc long có đỏ mặt đâu biểu hiện như này là em có ý với tôi phải không thật sự không tin nổi vừa nãy thì nghiêm túc đến mê người còn dầu thì nhây quá thể. Tốt nhất là không nên đứng chung một chỗ với người nguy hiểm này. Tránh mặt càng nhanh càng bớt phiền phức. Nếu... Nếu sếp không có việc gì chỉ đạo thì em xin phép đi trước ạ. Khánh Hà. Không nghĩ tới tình huống bị Minh Vũ kéo tay lại khiến Khánh Hà bị động, không kịp phòng bị. Cô liền ngã nhào vào người anh. a à, còn nói không có ý với tôi. Là... là sếp kéo em mà. Đứng im. Sếp... sếp buông em ra đi. Một phút thôi. Cái người này hôm nay bị lên cơn gì đây tự nhiên đi ôm người ta điên à nhưng mà sức của khánh hà muốn đẩy cũng không được càng nhúc nhích thì minh vũ càng ôm chặt khiến cô muốn ngạt thở cuối cùng hà đành chấp nhận đứng im trong vòng tay của vũ và đợi cho qua hết một phút cơ mà đang im im thì minh vũ lại thì thầm lời của gió tôi là người rất giữ lời hứa biết vũ đang nói về vấn đề gì nên khánh hà cũng thật lòng cảm ơn em cảm ơn sếp nói như vậy là đồng ý cho tôi chống lưng rồi phải không nếu được miễn phí em tội gì không nhận ạ à? có lời nào dễ nghe hơn không em không biết ăn nói cái miệng láu cá cãi người khác rất giỏi mà với tôi lúc nào em cũng nói khó nghe thế sao tự nhiên lại im lặng rồi thì sếp bảo em ăn nói khó nghe nên là em giữ im lặng theo ý sếp còn gì đúng là một khánh hà không giống ai nhưng cũng chính vì nét đặc biệt không giống ai này đã khiến minh vũ đổ siêu vẹo ngay lần vô tình nhầm lẫn và rồi những lần sau này có dịp tiếp xúc thì mỗi giây mỗi phút càng khiến anh ngơ ngẩn vì cô. Có biết bản thân, gây sự chú ý lắm không hả? Hết một phút rồi, xếp buông em ra đi. Thực sự cạn lời với Khánh Hà, chưa nào dám mặt dày ôm cô tiếp. Nhưng mà phải thừa nhận, cái cảm giác được ôm người con gái mình thích thật tuyệt vời làm sao. Sao lại nhéo má em? Thích thì nhéo đấy. Trẻ con. Dám mắng tôi trẻ con. Vẻ ngoài tỏ ra nghiêm nghị nghiêm túc, nhưng thực tế thì ngược lại tôi chỉ ngược lại với duy nhất một mình em thôi lần này tới luật khánh hà câm nín thật sự không hình dung nổi con người vốn rất kiệm lời mà nghiêm nghị kia lại có lúc trẻ con và hài hước như vậy đừng có nhìn tôi kiểu đó không tôi sẽ khiến em hối hận đấy em em ra ngoài đây ạ chiều tan làm đi cùng với tôi tối nay em bận rồi việc công ty mà em dám từ chối sao việc của công ty là việc gì ạ lúc đó rồi biết xếp bí mật thế thì em cũng phải cân nhắc xem có nên đi hay không Nói rồi Khánh Hà đi nhanh ra ngoài, chỉ sợ ở lại thêm một lúc nữa sẽ bị cái người làm xếp kia bắt nạt. Về tới phòng làm việc mà cảm giác hai má vẫn nóng gian, tim vẫn đập thình thịch. Chị Hà, chị mệt hay làm sao thế? Đang xoa xoa hai tay lên má thì bất ngờ có tiếng của bé tình hỏi thăm khiến cho Hà giật mình. À không, chị không sao. Mặt chị đỏ lắm. Hay là chị bị tên Sơn kia ức hiếp? Anh ta thua cuộc rồi, từ nay không cần sợ nữa đâu. Em biết ngay là hắn ta sao chép của chị mà. Trước cái thứ đó thì làm nên trò trống gì Nhưng mới hạ được hắn Chị vẫn phải cẩn thận với trưởng phòng đấy Chị đang ngấm ngầm mới đáng sợ Được rồi, mình làm việc thôi Chuyện đâu cứ từ từ giải quyết tới đó Vâng Theo trình tự, vụ việc của Khánh Hà và Tên Sơn Được Tuyết Nhung nói rõ ngay trong cuộc họp đột xuất của bộ phận Về việc Tên Sơn bị sa thải đã được nêu chi tiết Và Tuyết Nhung dù không muốn công bố vị trí mới của Khánh Hà Thì vẫn phải miễn cưỡng thông báo đầy đủ Phần lớn nhân viên đều chúc mừng và vui với niềm vui của Hà chỉ số ít còn lại và tuyết nhung có vẻ không hài lòng cho lắm tuy vậy khánh hà cũng không để tâm nhiều bởi cô hiểu rõ môi trường làm việc tập thể luôn luôn tồn tại sự tranh giành ganh ghét và đấu đá vậy nên điều mà cô luôn chuẩn bị cho bản thân là một tinh thần sáng suốt và tâm thế sẵn sàng chiến đấu trước sóng gió bất chợt mới đó mà đã đến giờ tan làm khánh hà cũng quên luôn việc mà minh vũ nhắc nhở mình trước đó nhanh tay thu dọn bàn làm việc chuẩn bị đi về thì vừa hay có tin nhắn của anh gửi tới em xuống nhà xe đợi tôi đọc dòng tin nhắn của vũ gửi đến hà chỉ biết thở dài và sau đó một hồi đắn đo thì hà liều mạng nói dối ôi em quên mất em vừa về rồi sếp có thể nhờ người khác đi cùng không ạ à? vừa về thật sao vâng em đi được nửa đường rồi em vừa đi vừa nhắn tin cho tôi hay sao tay em cũng rảnh nhỉ thôi xong thế là cô đã tự làm khó mình không biết phải trả lời ra sao khánh hà đành im lặng thì phút sau Minh Vũ nhắn tới một tin như mở đường cho cô. Cho em 5 phút quay lại. Vâng. Trên này, Minh Vũ cười tùm tỉm thì dưới kia Khánh Hà mặt nhăn nhó. Cô cất điện thoại vào túi sách rồi đi xuống nhà xe mà chân như đeo chỉ, bước từng bước nặng nề mà không biết rằng Vũ đã theo sát cô phía sau. Em cũng gan lớn lắm. Đằng nào cũng bị phát hiện nói dối rồi thì cứ kệ đi. Người ta mặt dày, mình cũng phải chai mặt mới vừa chứ. Sao? Nhìn tôi với ánh mắt đó là có ý gì? rốt cuộc là sếp muốn em đi đâu ạ à? đi lo việc của công ty việc của công ty cũng đâu tới lượt em chứ chị nhung hoặc giám đốc long sẽ hợp lý hơn liên quan tới em thì họ hợp lý hay là em đây việc gì mà liên quan tới em nữa theo tôi đi rồi biết nghe tới việc liên quan tới mình thì đương nhiên khánh hà phải đi theo rồi có điều cô tưởng minh vũ dẫn mình đi gặp ai đó chứ không nghĩ anh lại đưa cô tới khu chế xuất như này là có ý gì đây sếp sao sếp lại dẫn em qua đây ạ à? Chưa vội, nên đưa em qua đây xem một vòng trước. Giờ này không còn ai, liệu vào đây có phiền hà gì không ạ? À? Có gì tôi chịu trách nhiệm, em cứ xem thoải mái đi. Em được đi tự do trong này luôn hả sếp? Ừ, xem rồi có muốn tự mình làm thì nói với tôi. Sao cái người này càng lúc càng đáng yêu thế chứ? Cho cô đặc quyền vào thằng vị trí thiết kế đặc biệt và giờ còn cho cô tự do đi lại ở đây nữa. Thật sự muốn chống lưng bảo vệ cô thật sao? Sếp yêu ái cho em. Mà không sợ nhân viên khác dị nghị sao? Mà còn chị Nhung nữa, lỡ đâu chỉ hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta thì sao? Tôi đã làm thì không sợ, cũng không lo người ta nghĩ gì. Mà tôi nói rõ cho em biết, giữa tôi và trưởng phòng Nhung không có gì hết. Đơn giản chỉ là quan hệ bạn bè cấp trên cấp dưới thôi. Nên em đừng có suy đoán lung tung. Không phải là em suy đoán, mà là cả công ty này đều nói sếp và chị Nhung là một đôi, được gia đình hai bên ưng thuận vun vén. Ngoài tập trung cho công việc, nếu em còn thời gian thì nghiêm túc suy nghĩ về chúng ta đi. Rất nhanh, tôi và em sẽ tiến xa hơn mối quan hệ cấp trên cấp dưới này đấy. Vừa rồi có được gọi là lời tỏ tình dễ thương không? Hay là Vũ lại có ý chọc mình nhỉ? Sao? Tôi nói to rõ ràng như thế, mà em vẫn không hiểu ý của tôi sao? Trong khi Khánh Hà vẫn đứng ngây ngốc thì Vũ hoàn toàn ngược lại, anh không hề có một chút biểu cảm thay đổi mà vô tư tự tin nhấn mạnh lại ý tứ, như thể việc đó chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần nếu em vẫn không tin thì tôi xác nhận lại một lần nữa chúng ta sẽ rất nhanh là người yêu của nhau đây liệu có phải là minh vũ mà cô biết không có phải là anh họ mà hương ly hay kể không sao một người mà có đến mấy tính cách thế này cứ đưa cô đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác để rồi khiến cho một khánh hà không dễ gì bị khuất phục thì lúc này cũng lắp ba lắp bắp sếp sếp nói linh tinh gì vậy ạ à? cái kiểu ngây ngô của em thực sự đã giết chết người đấy sếp xếp đừng có nói mấy câu khó hiểu em có biết là mình nhiều tội lắm không tội em thì có tội gì ạ à? tội thứ nhất là em khiến cho tôi không còn là minh vũ của trước đây nữa lại một lần nữa khánh hà đứng chôn chân nhìn minh vũ thì chẳng ai như anh bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên tới ngỡ ngàng của cô một bước áp sát hai tay chủ động bám vào hai vai của cô thản nhiên cáo buộc tội trạng tiếp theo tội thứ hai của em là khiến con tim của tôi bấn loạn tội thứ ba là khiến một người rất nguyên tắc như tôi Nói muốn thay đổi là thay đổi trong tích tắc Tội thứ tư Sếp, sếp dừng lại đi Tôi còn chưa nói xong Em không có nhiều tội như thế đâu Em... Tiếp tục không để cho Khánh Hà có cơ hội nói hết Minh Vũ bá đạo sở thói liều lĩnh Nhanh như chớp cắt lời cô bằng cách chặn môi Dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi Nhưng cũng đủ để cả hai cảm nhận được Sư vị của nó như thế nào Có điều sau nụ hôn chớp nhoáng đó Minh Vũ vẫn là người giành thế chủ động em nhiều tội lắm nhưng tội lớn nhất là đánh cắp thành công trái tim của tôi có phải là minh vũ đang tỏ tình hay là anh đang muốn đùa giỡn cô đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy tôi nói thật lòng đấy tôi đã thích em từ cái nhìn đầu tiên đã dặn lòng không được động tâm không được có tình cảm với mấy người như vũ nhưng sao miệng nói không mà lý trí lại đi ngược lại rồi ánh mắt còn nhìn anh say sưa nữa hà ơi là hà sao trước người đàn ông này mày lại có vẻ đắn đo do dự khánh hà anh thật sự chưa thích ai cũng chưa từng yêu ai cho đến khi gặp em em chính là cô gái đã khiến anh không còn là chính mình nữa sếp không cần phải trả lời bây giờ anh đợi em suy nghĩ không chúng ta lại một lần nữa minh vũ mạnh dạn chặn lời của khánh hà bằng nụ hôn lướt nhẹ và sau đó vẫn là anh nói lên tiếng lòng của người đang yêu tình yêu không phân biệt danh giới vị trí hay hoàn cảnh đều là những thứ không quan trọng anh không nói trước Cũng không quen hứa hẹn Nhưng nếu em cho anh cơ hội Thì từ từ em sẽ hiểu được lời anh nói có bao nhiêu phần trăm chắc chắn Mình... Mình đổi chủ đề khác đi Chúng ta đã là người trưởng thành rồi Mà em vẫn còn ngại ngùng sao Nhìn thẳng anh đi Em cũng có tình cảm với anh đúng không Không thể đứng chung một chỗ với cái người mặt dày này được Càng ngày càng thả thính bất chấp Đổ yêu tinh Định dùng mỹ nam kế gia dụ à Còn lâu Khánh Hà này mới trúng nhá nếu sếp không phải muốn em đi cùng vì công việc Thì em xin phép về trước đây ạ Kế chuẩn là thượng sách của Khánh Hà không qua được Minh Vũ Mà chính xác là còn chưa kịp làm gì Thì cô đã bị anh giữ chặt hai tay Xoay người Hà đứng đối diện mình Vũ nhanh chóng chuyển sang thái độ Cùng giọng điệu ân cần dụ cô Hà, nhìn anh này Em, em muốn đi về Đã xong việc đâu mà về Có gì để ngày mai đi sếp Không, phải xử lý ngay buổi tối hôm nay Sếp đã nói là cho em thời gian suy nghĩ rồi mà Xem chừng trong 1001 cách tán gái thì mặt dày trai lì vẫn là hữu hiệu nhất. Tuy vừa rồi không phải là một câu trả lời như Vũ mong muốn, nhưng ý tứ trong câu nói của Khánh Hà đã rõ, bước đầu coi như thành công, tiếp theo đây sẽ chuyển sang biện pháp lấy lòng em yêu. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã không từ chối anh. Sếp còn không chuyển chủ đề thì em đi về thật đấy. Được rồi, không nói thì không nói, nhưng từ nay có thể đừng gọi anh là sếp nữa được không? Nghe xa lạ lắm em quen rồi. Khánh Hà trốn tránh, quay người đi nhanh ra ngoài, nhưng Minh Vũ nào có chịu bỏ qua, anh chạy theo sau như cái đuôi năn nỉ cô. Cái này dễ sửa mà, sửa nhá. Xếp người lớn lại đi, không qua nhìn thấy thì sao? Giờ này mọi người về hết rồi, mà kể cả có ai, thì anh cũng không có ngại. Thực sự là hết nói nổi, gì mà tổng tài cao cao tại thượng, gì mà khó gần khó tính, không thích phụ nữ, toàn là theo dệt quá lên, chứ thực tế thì vừa nhây vừa lì. Mặc kệ sếp Dây trước mới lấy lòng chút xíu, mà dây sau, Minh Vũ đã quay ngoắt sang kiểu mặt dày vô sỉ tiếp. Đúng là kiểu học theo một nghìn một kế sách tán gái, nên là thấy cách này không được là chuyển phương án tiếp theo ngay tức thì. Không thay đổi xưng hô, anh hôn em đấy. Đừng có nhìn anh như thế, anh không phải kiểu người dễ kiềm chế đâu. Nhịn, nhịn xuống nào Khánh Hà, chỉ là xưng hô thôi, không mất mát gì, không mất mát gì cả. Được rồi, nhưng mà để tránh mọi phiền hà cho anh, thì trong khi làm việc em vẫn xưng hô như cũ, theo ý em hết vậy giờ mình đi ăn được không em đói bụng quá con heo ham ăn em là người thực tế có thực mới vực được đạo chứ vậy thì đi thôi bé heo đáng yêu vẫn là minh vũ cơ hội vào mặt giày nói miệng thôi chưa đủ còn cố tình cầm chặt tay khánh hà dẫn ta tới tận chỗ để xe mới chịu buông rồi cũng vẫn là anh hỏi han cô trước khi cho xe di chuyển em thích ăn ở đâu đâu cũng được tùy anh chọn ạ vậy bữa nay anh sẽ là người dẫn đường Em yên tâm, anh không chọn bữa nơi đến đâu mà sẽ đưa em tới một nơi đúng phong cách em thích, đơn giản mộc mạc nhưng món ăn thì không hề kém chất lượng. Minh Vũ sau đó chở Khánh Hà tới một nhà hàng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, không quá lớn nhưng khuôn viên hài hòa đẹp mắt, nhìn sạch sẽ lịch sự thế này chắc chắn đồ ăn rất ngon. Em thấy ở đây thế nào? Sao anh biết em thích mấy nơi như này? Chỉ cần để tâm thì biết thôi. Vậy anh khai báo thành khẩn đi, đã từng để tâm với bao nhiêu cô gái rồi? duy nhất một mình em biết là vũ đang đùa mình nhưng khánh hà thấy khá thoải mái thực sự trong lòng cô lúc này có chút vui vui em tạm tin vậy là phần trăm cho anh lại tăng lên rồi phải không muốn củng cố thêm phần trăm thì anh chủ động gọi món đi việc này không khó cứ giao cho anh khánh hà không biết những sở thích ưu điểm nhược điểm của mình đã được bạn thân hương ly kể hết cho minh vũ vậy nên khi anh gọi đồ ăn thì chỉ có cô là ngạc nhiên chứ anh thì không hề có biểu hiện gì ngoài sự cưng chiều cô hết mực trước đó ngoài mẹ ra thì khánh hà không có được sự chăm chút đồng cảm của ai khác cho đến khi quen biết hương ly và giờ là từng phút từng giờ từng ngày minh vũ cho cô thấy được sự quan tâm bảo vệ bất chấp là như thế nào hóa ra có người chống lưng là cảm giác tuyệt vời như vậy đồ ăn sau đó lần lượt được nhân viên mang lên đầy đủ hai người vừa ăn vừa nói chuyện minh vũ cũng không quên hỏi cô về việc liên quan tới đảo kim sơn trước đây à anh hỏi này vâng anh nói đi trước đấy Em đã biết tên Sơn chính là người ngăn chặn em vào công ty Mà sao không nói gì với anh và Ly để xử lý luôn Lúc đó em là người mới Ngoài Ly ra thì em đâu có biết mọi người thế nào đâu Với thấy hắn ta to gan dám làm chuyện lớn này Thì chỗ dựa chắc cũng không phải nhỏ Em sợ gây phiền cho Ly nên im lặng quan sát Để xem còn những ai bao che bè phái với hắn ta nữa Nếu không có chuyện này xảy ra Thì em định quan sát tới bao giờ Thì đến đâu hay tới đó thôi Đồ ngốc Khánh Hà hiểu vì sao Minh Vũ mắng mình ngốc Nhưng cô vờ như không hiểu ý mà trêu chọc anh Vâng, em biết mình ngốc rồi Chưa đâu được tốt số như cô Trúc đâu Tự nhiên nhắc cô ta làm gì Liên quan gì tới anh Cô ta là người của bạn thân của anh Lại nói không liên quan Chuyện về cô ta chỉ liên quan tới Duy Long Chứ không hề liên quan gì tới anh Anh chỉ muốn liên quan tới một mình em thôi Anh bước rắc thính đi Rắc vậy mà em còn chưa dính đâu đấy Được rồi, chuyện cũ bỏ qua Nhưng từ nay có việc gì cũng không được giấu cho riêng mình nghe chưa? Em không muốn làm phiền Hương Ly, nhưng anh thích được em làm phiền, hiểu không? Anh thật lòng muốn như vậy sao? Trước câu hỏi này, Minh Vũ dừng hẳn đũa, anh chuyển ghế không ngồi đối diện mà sang ngồi cạnh Khánh Hà thì cô cũng buông đũa theo, hai người lúc này nhìn nhau không né tránh và Vũ chủ động nắm chặt hai tay của Hà. Có thể em cho rằng anh là người suy nghĩ nhất thời bốc đồng vội vã, nhưng hoàn toàn không phải như vậy, anh rất thật lòng, rất nghiêm túc. Anh thật sự muốn được quan tâm em. Vậy thì từ nay, có thế nào cũng đừng có che em phiền phức đấy. Không che, anh tự nguyện. Anh thật lòng muốn em dựa vào anh. Em sẽ nhớ lời anh nói. Ừ. Minh Vũ trước câu nhắc nhở của Khánh Hà chỉ trả lời bằng giọng mũi và liền đó là hành động kéo cô vào lòng mình. Lần này Khánh Hà không từ chối, cũng không có ý phản kháng sự chủ động của anh. Cô giữ im lặng, cảm nhận sự ấm áp và an toàn của người mà cô vô tình gặp cỡ đầy duyên nợ này. Ôi! ai đây là khánh hà phải không cả hai đang trong tâm thế tình cảm thì bị làm phiền bởi giọng nói của một người đàn ông minh vũ không biết kẻ đang đứng trước mặt mình là ai nhưng khánh hà thì quá quen với bản mặt đáng ghét này là anh sao đúng là bạn gái cũ của tôi thật hóa ra em muốn chia tay là vì kiếm được mối khác tôi thật sự bị em lừa rồi văn bình chúng ta đều là người lớn nên anh nói năng lịch sự chút đi lý do chia tay là gì bản thân anh là người rõ nhất nên tôi không muốn nhắc lại. Tôi tôn trọng anh, ngược lại, anh cũng nên tôn trọng tôi. Trước mặt thì cô nói tôn trọng tôi, nhưng sau lưng thì cô để bạn thân loan tin khắp nơi, nói tôi là người bùn xỉn keo kiệt, không biết nghĩ cho bạn gái. Cô nói chia tay trong hòa bình, nhưng xem ra cô là người có mới nới cũ. Anh đừng có mà ăn không nói có. Bằng chứng rõ rành rành cô còn chối sao? Cô có con bạn thân miệng như cái loa phóng thanh của phường ấy. Không đâu Hương Ly bị hắn ta sỉ nhục khiến Khánh Hà bực bội, cô không thèm giữ phép lịch sự nữa mà vả và thẳng vào mặt Văn Bình. Cứ cho là bạn tôi có nói vài lời, thì anh cũng nên xem lại bản thân có đúng như vậy không hay là còn quá đáng hơn. Thể loại đàn ông hãm tài, kỳ bo kẻ sỉ, đã vậy còn không có chính kiến. Suốt ngày một câu mẹ anh nói thế này, hai câu mẹ anh bảo phải thế kia mới đúng. Thanh niên gần 30 tuổi đầu mà không phân biệt nổi đúng sai, có lý hay không có lý thì vứt đi chứ giữ làm gì. Cô... Tôi đã giữ thể diện cho anh, Nói chia tay vì lý do không hợp rồi Mà anh lại còn kiếm chuyện Thì đừng có trách tôi quá đáng Tôi coi như mở mang tầm mắt Xem như số đen đuổi mới vớ phải cô Mà tưởng là cô hâm hở chia tay Để kiếm thằng nào ngon dai hơn Chứ cái thằng chỉ có mặt tiền Thì cũng chỉ là kẻ tay không Hóa ra cô thích kiểu trai bao này à Tôi khinh Cô, cô dám tát tôi sao Tôi tát anh Vì cái tội nói năng bừa bãi Anh nói ai là trai bao muốn mắt bị tím như hai mắt cấu trúc đúng không? Bình thường, chỉ chứng kiến Khánh Hà nhanh mồm nhanh miệng, cãi đâu ra đó, lý lẽ đủ kiểu, nhưng hình ảnh lúc này trông cô giống như một cô vợ đánh đá đứng lên bênh vực chồng. Ôi, không thể tin được, là Hà không thèm giữ hình tượng và lời dọa chỉ vừa mới dứt khỏi miệng thôi, thì một cú đấm bay thẳng vào mặt tên bạn trai cũ, dường như vẫn chưa muốn dừng lại. Tự nhiên Vũ có cảm giác toát mồ hôi và bị giật mình vì tiếng cót của cô với tên bạn trai cũ lần sau mà còn dám gây sự và lộng ngôn với bạn của tôi nữa thì tôi sẽ cho anh ăn nhừ đòn nghe chưa cô cô không phải là phụ nữ thích ăn đòn nữa hay sao về bảo mẹ dẫn đi bệnh viện khám cả mắt và đầu đi bị hỏng nặng lắm rồi đấy bạn trai tôi mặt tiền trẻ đẹp ngoại hình ưu tú hơn anh thì anh ghen tức à đã ít tuổi mà trông nhiều người hơn người ta lại còn to miệng nói lớn đồ ấu trĩ cô cô đợi đấy còn chưa xong đâu tôi sẽ bảo mẹ tôi tôi tính sổ với cô nhìn tên bạn trai cũ không ra dáng vẻ nam nhi khiến Khánh Hà thấy chán nản. Nhưng chán người ta lại tự trách bản thân, sao trước đó có thể tìm hiểu một người như vậy không biết. Anh ta não úng nước thì cô cũng bị não tàn chứ kém gì. Cơ mà thôi, thoát rồi cũng coi như phước tốt. Ờ, về mách mẹ đi, chị đợi. Cô đúng là loại con gái vô duyên thô thiện. Cũng may là mẹ tôi bảo bỏ quách cô đi, không cần phải níu kéo nữa. Vậy thì thay tôi cảm ơn mẹ anh nhiều nhé. Chúc hai mẹ con anh ở với nhau vui trọn cuộc đời. Đồ điên, đã thế thì cô mau trả hết những gì tôi tặng cô trước đó đi. Sao? Chia tay muốn đòi quà? Nói anh là tên ki bo kẹt xỉ anh lại còn từ chối, chán thật. Không nói nhiều, mau trả lại hết quà, tôi đã từng tặng cô trước đây. Lúc hẹn hò tìm hiểu đâu đó, anh ta có mua cho Khánh Hà vài thứ linh tinh, lúc ấy cô tôn trọng anh ta thì cũng trân trọng mấy món quà đó, chứ không có ý chê đắt rẻ gì, nhưng từ khi hai người chia tay thì cô đã dọn cất hết mấy món đồ đó đi rồi kể ra nói năng lịch sự thì trả lại cũng chẳng sao nhưng với thái độ này thì lát nữa về cô sẽ ném luôn vào sọt rác tôi lại không biết những món đồ anh tặng tôi trước đó có giá trị thế nào sao nhưng vì tôi không phải người tham tiền mà chỉ xem trọng tình cảm thôi có điều anh lúc ấy không biết trân trọng cũng như tôn trọng tôi nên tôi ném hết những thứ đó đi rồi tôi không muốn giữ đồ vô tri vô rác giống như chủ nhân của nó đâu cô cô dám vứt đi cô mau đền cho tôi anh đúng là cái loại rẻ rách đã thế tôi không thèm đền đấy Muốn đánh nhau nữa à Cô nói Bao tiền tôi trả Minh Vũ không thể chấp nhận một tên đàn ông hèn hạ như Văn Bình Liền muốn trả cho hắn ít tiền để hắn biến đi Nhưng Khánh Hà vì ghét Mà không muốn đền cho một xu nào Nên ngăn cản Vũ Anh không việc gì phải đền mấy thứ vớ vẩn ấy Dù không đáng Nhưng anh không muốn hắn ta làm chúng ta mất vui Anh thừa tiền thì cứ để đó Lát nợ tiếp cho nhân viên phục vụ Còn tên cặn bã này để em Văn Bình thấy Khánh Hà không muốn đền tiền cho mình, còn tỏ ra ngọt ngào gần gũi với Minh Vũ thì giận tím mặt. Nhưng nhớ bản thân vừa bị cô tặng cho mấy phát đấm mà vẫn hăng hái đưa cái miệng đi xa. Cô trước đó luôn tỏ ra chừng mực nghiêm túc, không cho tôi chạm vào tay một cái, mà giờ thì dễ dãi quá nhỉ, đúng là kẻ dối trá. Ờ, tôi dối trá giả vờ đấy thì sao? Tôi không thích dễ dãi với anh, mà chỉ muốn dễ dãi với người ta đấy thì làm gì được tôi? Tôi chính là không để cho một kẻ chẳng ra gì như anh động vào tôi, vì tôi muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của tôi cho người mà tôi thích đấy. Nói rồi, Khánh Hà còn chứng minh cho lời mình vừa nói là có căn cứ. Liền không ngại ngùng một vòng tay sang ôm cổ Vũ, hôn một cái chụt lên má. Một hành động vô cùng tự nhiên, nhưng lại khiến cho hai người đàn ông thể hiện hai thái độ đối lập nhau. Văn Bình mặt đỏ bừng tức tối. Ngược lại, Minh Vũ sung sướng, cười muốn ngoác miệng. Nhưng vẫn là Vũ cơ hội mặt dày. Nhân thể tiện đà, Khánh Hà đang muốn chọc tức tên bạn trai cũ, liền ghé tay cô dụ dỗ Em thể hiện thế chưa ăn thua đâu Để anh giúp em Khiến hắn ta sôi máu bỏ đi nhé Hỏi cho có thôi Chứ Minh Vũ đâu có để cho Khánh Hà kịp trả lời Anh nhanh tay đỡ lấy gáy Tay bám eo thể hiện luôn màn hôn môi nóng bỏng Và đúng là trước cảnh tượng này Thì tên Văn Bình tức tới sôi máu thật Cô Cô đúng là cái thứ con gái dễ dãi Mẹ ơi Con không thể thích cái loại con gái có mới nới cũ nữa Không thèm Hắn ta chạy phăm phăm đi nhưng Minh Vũ còn cố hôn thêm một lúc nữa mới chịu buông Khánh Hà ra. Cảm giác sắp một thở đến nơi thì mới được ngớp tí không khí làm cô nói không ra câu. Anh... anh diễn sâu vừa thôi chứ. Anh vừa mới giúp em mà còn trách anh nữa à? Giúp hay là cơ hội? Giúp thật mà. Điều vừa thôi. Cứ cho anh là kẻ cơ hội thì cũng là đáp trả em thôi, công bằng mà. Ăn nói trắng trợn, người thiệt đơn thiệt kép là cô mà cứ làm như mình bị hại vậy. Càng lúc càng mặt dày, điêu thuyền, Thế nào là công bằng ở xếp vũ Thì vừa nãy em muốn tên đó tức khí Liền lấy anh làm bia đỡ đạn còn gì Nhưng em còn chưa hỏi ý kiến anh Mà tự tiện hôn đấy nhá Anh... Em hôn má anh không xin phép Nhưng anh hôn môi em thì hỏi đàng hoàng đấy nhá Hỏi nhưng để cho người ta đồng ý chưa Còn hơn là người nào đó tự tiện hôn người khác Cũng tại cái tên văn bình đáng ghét kia xuất hiện không đúng lúc Khiến cô há miệng mắc quai Không cách nào tranh luận lại với Minh Vũ Chấp nhận im lặng Lui một bước những tưởng Vũ sẽ bỏ qua, ai ngờ anh còn cố tình giải thích ví von vô lý hơn. Thực ra chỉ là chạm môi thôi, giống da tay của chúng ta chạm nhau như này này, chưa có gì đâu. Đấy, em xem, anh cầm tay em bình thường mà đúng không? Có ai nói là anh mặt dày vô sỉ hả xếp? Trong công ty, tất cả trên dưới một mực cung kính, còn ở ngoài, ai cũng khen anh đẹp trai lịch sự. Chỉ duy nhất em dám hỏi anh câu đó thôi. Vậy là em hỏi có sai không? Về cơ bản thì không, nhưng phân tích chi ly thì anh cũng là vì hoàn cảnh nên mới như vậy thôi. Nếu sếp đã thích phân tích ví von như vậy thì phần trăm cơ hội lập tức giảm xuống còn không. Mạnh miệng cho đã, xong khi nghe Khánh Hà hô phần trăm cơ hội giảm xuống còn không thì cuống quýt vội vàng năn nỉ cô. Ơ, ờ, anh... Thực ra là anh chỉ đùa với em chút cho vui thôi chứ không cậu cố ý. Lần sau anh không dám chọc em nữa, cũng không dám ví von linh tinh nữa. Nếu muốn hôn thì sẽ xin phép và chờ em đồng ý đàng hoàng, anh hứa đấy nên em đừng vội giảm đi phần trăm năng tăng của anh nha, được không? Không. Thôi, anh năn nỉ mà. Không là không. Vậy giờ phải làm sao? Thì em mới hết giận anh. Thích ví von hôn môi chỉ như cái nắm tay hả? Đã vậy, còn lâu mới tha. Khánh Hà mặc kệ Vũ cầu xin, cô vẫn cứ thản nhiên ăn uống, cho đến khi no nê muốn đứng dậy rời đi, thì Vũ lại càng cuống quýt hơn. Lúc này anh chẳng còn một chút dáng vẻ của một vị lãnh đạo có tiếng lạnh lùng nghiêm túc và quy củ nữa. Khánh Hà, đừng giận anh nữa, anh biết sai rồi mà Em làm sao dám giận sếp chứ Phạt anh như nào cũng được Đừng gọi anh là sếp nữa Em là nhân viên mới Nên theo quy tắc là tốt nhất Thôi được rồi, là anh sai Em hạ phần trăm xuống mức không cũng được Anh sẽ cố gắng lại từ đầu Quyết định thế đi Mình Vũ dẫu trưng ra bộ mặt sầu thảm cỡ nào Thì Khánh Hà cũng không thèm để tâm nữa Quyết định hạ phần trăm cơ hội của anh về mức không Cho anh về vạch xuất phát cho biết mặt Phạt sếp nhịn đói Ừ, làm sai thì không được ăn nữa sếp nên giữ phong độ như vậy đi ừ kể cả là anh có bệnh đau bao tử cũng phải nhịn luôn sếp còn định ăn gian thì em một lóc luôn đấy anh đâu có ăn gian là anh trình bày bệnh án thôi mà không nghe sếp giải trình nữa đâu em muốn về công ty lấy xe ừ cả ngày nay cũng vất vả rồi để anh đưa em về minh vũ đồng ý chở hà về nhưng là đi thẳng về chỗ trọ chứ không phòng qua công ty lấy xe thì hà lên tiếng trách vũ anh chở em về thế này thì mai em đi bằng gì tới công ty mai anh qua đón anh muốn em bị cả công ty nói là đũa mốc tròi mâm son à? Em hạ phần trăm của anh về ngưỡng không rồi Mà còn cấm luôn cả việc không cho anh đưa đón Thì anh tiếp cận tán tỉnh em kiểu gì Vẫn là cái tên mặt dày luân lẹo Bực quá Khánh Hà chỉ biết lườm nguyết người ta Thì chẳng ai như vũ cơ hội Vừa đỗ xe tiếp tục sở bài lấy lòng đầy lý lẽ Bắt anh về vạch xuất phát Thì cũng phải cho anh công bằng chứ Anh bỏ em miệng lưỡi Nhưng mà anh còn miệng lưỡi hơn em đấy Anh chỉ đang đòi quyền lợi thôi không được lấy đi cơ hội tán tỉnh em của anh không được vẫn là để em tự đi làm bằng phương tiện của mình đi có gì chúng ta nói sau em mau về phòng đi lát nữa nhắn tin tiếp em chặn tin nhắn nói rồi khánh hà đi nhanh vào trong ngõ để lại minh vũ đứng ngẩn người phía sau nhưng minh vũ từ lúc quyết tâm cơ đồ khánh hà thì đã tự đặt biệt danh cho mình là vũ mặt giày cơ hội rồi nên có thêm vài tính xấu nữa cũng chẳng hề gì ngây ngốc vài giây thôi Trước khi nghĩ ra cách khiến cho cô không thể trốn tránh mình thì tươi cười hớn hở lên xe liền. Về tới nhà, vụ tắm rửa xong đâu đấy, liền lấy điện thoại nhắn tin qua cho Hà với lý do rất hợp lý. Em tắm xong chưa? Xong rồi thì gửi mẫu thiết kế của em qua cho anh nhé. Khánh Hà lúc này cũng vừa tắm xong đi ra, đang tính thoa chút kem dưỡng thể thì nghe có tiếng tin nhắn gửi tới. Nghĩ giờ này ngoài vũ ra thì chắc không còn ai nhắn nữa nên cô cũng chưa vội xem mà phải đến khi làm xong công tác thoa kem thì mới lấy điện thoại lên kiểm tra cái tên sếp ác ma phiền phức nói chặn tin nhắn liền lấy cớ công việc để tiếp cận cô được lắm đã vậy cho đợi giải cổ luôn anh đợi em một chút em đang dở việc ừ em cứ làm đi anh đợi được tin nhắn vừa gửi đi thì vũ đáp trả ngay cứ nhờ là anh đang rất rảnh và chỉ chờ hồi đáp tin của cô vậy nếu đã rảnh rỗi như thế thì cứ chờ đi chờ mòn mỏi đi bên kia minh vũ ngồi đợi với tâm trạng khấp khởi nghĩ sẵn ra đủ loại tình huống để lát nữa hà hết bận thì anh sẽ trao đổi tâm sự với cô nhưng không nghĩ thời gian cô nói đợi một lát đã là gần một giờ đồng hồ sau sợ khánh hà quên vũ soạn một tin gửi đi nhưng không thấy trả lời tiếp tục nhắn thêm một tin nữa cũng không thấy cô hồi âm quyết định không nhắn tin mà chuyển sang gọi thì điện thoại thông báo không thể liên lạc nhìn đồng hồ thấy đã muộn vũ mặt tiêu nghỉu đặt điện thoại xuống bàn rồi đi lại giường nằm xuống chẳng lẽ là hà không có tình cảm với mình sao chắc không phải đâu Rõ ràng lúc ở nhà hàng Cô để cho anh ôm mà Từ trước tới nay Minh Vũ có tiếng là người đàn ông lạnh nhạt sắt đá với phụ nữ Vậy mà từ lúc va phải Khánh Hà Liền biến thành kẻ dở hơi Chỉ vì không liên lạc được với cô Mà gần như suốt một đêm Vũ trằn trọc Băn khoăn không ngủ được Đúng là bị con đũy tình yêu vật Thì chỉ có tơi tả Bước đầu đã như này Thì không biết quãng đường về sau còn tàn tạ đến đâu Trời vừa sáng Vũ liền dậy thay quần áo Rồi lái xe tới khu trọ của Khánh Hà đỗ xe ngay điểm hôm trước để khi cô đi ra là nhận thấy ngay ngồi trên xe Vũ thấp thỏm bao nhiêu thì Hà trong phòng trọ đùng đỉnh bấy nhiêu hôm qua lửa Minh Vũ thành công thì Hà cũng chuẩn bị sẵn phương án tác nghiệp rồi nên khi thay đồ xong là cô xách túi ra khỏi phòng trọ luôn chưa đến hàng bán xôi Hà đã thấy xe của Vũ nhưng cô cố tình la cà ngó nghiêng thì Vũ sốt ruột mở cửa xe chạy lại không ăn xôi nóng ruột ơ ờ, ơ gì mau lên xe đi không mấy bà bán hàng đuổi anh Khánh Hà cũng buồn cười lắm, nhưng vẫn cố gắng nhịn lại theo sau Vũ. Bữa nay anh chủ động khóa cánh cửa ghế sau, nên Hà phải ngồi lên ghế phụ. Thắt dây an toàn cẩn thận, cô quay sang nói chuyện tiếp. Anh đến sao không gọi em? Em xem lại điện thoại của em đi, anh đợi em cả tiếng rồi đấy. Ôi, điện thoại của em hết pin từ hôm qua, em bất cẩn quá, sorry anh. Đêm qua đợi, sáng nay đợi, em là cố tình làm khó anh phải không? Anh đừng vội trách em. Tại cả ngày áp lực quá, mệt mỏi quá nên em ngủ quên, chứ không phải lý do nhanh nói đâu. Vũ định bụng hỏi cho ra nhẽ, tại sao đêm qua Hà cho mình leo cây, thì chưa gì đã bị câu nói của cô làm cho lo lắng cùng với thương xót. À ừ, ngày hôm qua, đúng là em mệt thật mà anh còn vô tâm nữa. Anh xin lỗi nhé. Anh cũng vì công việc thôi mà. Được rồi, lát đến công ty, gửi cho anh sau cũng được. Còn giờ mình đi ăn sáng nhé. Cảm ơn sếp. Khánh Hà chỉ xuống giọng có vài tông mà đã khiến cho Vũ thương chiều lo lắng. Bữa ăn sáng thôi hỏi cô hết cái nọ tới cái kia, rồi khi tới công ty, Vũ vẫn tỏ một thái độ quan tâm cô hết mực. Em không khỏe thì lên phòng nghỉ của anh nằm đỡ đi. Em đâu có yếu như vậy chứ, mà thôi, anh lên sau, em lên trước, không lỗi ai thấy lại phiền phức. Chúng ta đến với nhau là đôi bên tự nguyện, em không phải để ý thiên hạ bàn tán làm gì, tình cảm là của mình, hạnh phúc là của mình, họ đâu có cho chúng ta những thứ này được. Em hiểu nhưng mà, đồng ý với anh rồi thì tin anh được không? nhận được cái gật đầu của khánh hà khiến minh vũ cười hạnh phúc ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn cô vậy mới đúng là khánh hà của anh chứ không dẻo miệng nữa anh chỉ thích dẻo miệng với em thôi được rồi mau vào thôi để anh nắm tay thôi đi đã nói là không cần để ý tới ánh mắt của người khác rồi cơ mà anh mà còn ép em nữa thì cơ hội của anh lập tức về âm điểm đấy rồi rồi không nắm thì không nắm anh sẽ cộng dồn khi chỉ có hai chúng ta thôi nhõng nhẽo kệ anh khánh hà chấp nhận cho vũ cơ hội cũng là cho bản thân cơ hội biết đâu lần này cô có được tình yêu như ý sống là phải hy vọng không phải sao bao năm qua cô đã làm rất tốt rồi thì sợ gì những khó khăn của hiện tại và tương lai bản thân sống trong những năm tháng nghèo khó vất vả đã hình thành nên một cô gái kiên cường không sợ gian nan dù biết trong nhiệm vụ công việc lần này khánh hà không có được sự ủng hộ của hầu hết nhân viên trong bộ phận cũng như trưởng phòng tuyết nhung chỉ bằng mặt mà không bằng lòng Vậy nên Khánh Hà trên phương diện công việc rất khéo léo, cần bàn bạc việc gì, cô vẫn thông qua họ, nhưng khi họ không phối hợp hay không đưa ra ý kiến thì cô mới tự mình quyết. Bé Tình là người ủng hộ cô nhất, ngoài việc giúp cô để ý mấy người sâu bọ, thì chính nó là người bảo cô có gì cứ mạnh dạn sang tìm giám đốc Duy Long giúp đỡ. Tuy ở vị trí cao, nhưng giám đốc Long rất gần gũi và cổ vũ người chịu khó học hỏi. Được bé Tình khích lệ, với cũng qua vài lần Hà được tiếp xúc trực tiếp thì bữa nay cô cũng mạnh dạn tìm giám đốc Duy Long. Gõ cửa phòng làm việc hai cái, sau khi được sự cho phép thì Khánh Hà mở cửa đi vào. Em chào giám đốc. À, có việc gì sao? Vâng, em có việc phiền giám đốc một chút ạ. Vậy em ngồi qua đó chờ tôi một chút. Vâng. Hà chủ động ra bàn tiếp khách ngồi trước thì lúc sau Duy Long cũng đi lại ngồi đối diện. Sao rồi? Mấy nay có vẻ tất bật đúng không? Dạ đúng là rất tất bật ạ. Em không ngại chia sẻ thật với giám đốc là em còn thiếu kinh nghiệm dẫn dắt đội hình ạ. tôi biết chứ, cũng định để em sắp xếp công việc thiết kế đâu vào đó, thì tìm em qua trao đổi. nhưng mà hôm nay em chủ động sang đây rồi, thì cũng xem như em không có dấu phần hạn chế của mình. dạ, chỉ cần các sếp không che em phiền hà, thì em không giấu rốt đâu ạ. rất thẳng thắn, vậy chúng ta vào việc luôn nhé. vâng. hoàn toàn giống như lời bé tình kể, giám đốc duy long không những nhiệt tình mà còn nói chuyện rất thân thiện. suốt buổi làm việc với cấp trên như duy long, nhưng khánh hà không hề cảm thấy áp lực càng tiếp xúc càng cho Khánh Hà cảm thấy rất gần gũi. Hôm nay em cảm ơn giám đốc rất nhiều ạ. Nếu có vấn đề gì chưa hiểu, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Vâng, nếu giám đốc cho phép, em sẽ thường xuyên sang làm phiền ạ. Được rồi, em chào giám đốc. Khánh Hà mặt vui vẻ ra khỏi phòng làm việc của giám đốc Duy Long thì vừa hay giáp mặt trợ lý Thảo Vi. Hai người thực ra cũng chỉ có đôi lần nói chuyện khi đi chung với Hương Ly nên cũng chưa gọi là thân thiết lắm. Có điều thấy Thảo Vi cũng dễ gần dễ mến nên cô cũng chủ động bắt chuyện trước Chào Vi, em qua gặp giám đốc à? Vâng, em có tài liệu gửi cho anh ấy. Chị cũng vừa nhờ giám đốc giúp mấy việc xong. À, cho chị hỏi sếp Vũ còn bận việc không em? Dạ, hiện giờ không có bận gì ạ. Vậy chị lên đó chút, em vào gặp giám đốc đi. Khánh Hà nói xong định rời đi, nhưng vì thấy Thảo Vi có vẻ buồn buồn nên dừng lại. Với cũng sợ Vi hiểu nhầm mình với Duy Long nên Hà ghé tay Vi nói nhỏ. Chị gặp giám đốc Long vì công việc thôi, chứ không có gì đâu nhá trợ lý Vi. Chị này, Em với cả anh ấy có gì đâu chứ Ờ thì chị cũng đang có đối tượng rồi Thế nên là chị nghĩ nếu mình thật lòng thích người ta Thì cứ mạnh dạn lên em nhé Vậy nhá chúc em buổi chiều vui vẻ Mang một tâm trạng một tinh thần vui vẻ lên tìm gặp Minh Vũ Vừa vào phòng là Khánh Hà chủ động kéo ghế ngồi cạnh anh kể chuyện luôn Hôm nay em rất vui Mà phải công nhận là giám đốc Long vừa giỏi vừa nhiệt tình anh ạ Em lên đây gặp anh Hay là trêu tức anh đấy hả Anh làm sao thế em đang kể chuyện mà Kể chuyện hay là khen người đàn ông khác trước mặt anh Thì em đã kể hết đâu Mà đó là bạn thân của anh đấy Bạn thân cũng không thích Xấu tính Đã vậy em không kể nữa em đi xuống đây Khánh Hà vừa đứng dậy muốn rời đi Thì Minh Vũ vội vàng kéo tay cô giữ lại Miệng nói xin lỗi Nhưng mặt thì vẫn buồn rười rượi. Anh xin lỗi anh sai rồi Thế anh có muốn nghe tiếp câu chuyện không Anh dùng bao lời ngon ngọt Cũng không đổi được một lời khen ngợi của em Vậy mà cái tên bạn kia thì dễ dàng có được em cũng phân biệt quá thể đấy bạn thân anh bận rộn như thế nhưng vẫn dành thời gian hỗ trợ chỉ dạy cho em vấn đề mà bản thân em còn yếu kém trong khi vợ tương lai của anh thì hờ hững còn kéo bè kéo phái gây khó dễ cho em đấy khen một câu cũng là đúng chứ sai gì vợ tương lai của anh chỉ có thể là em duy nhất em thôi em không dám được rồi là anh không đúng bạn thân anh tốt bụng nhiệt tình giỏi giang anh biết nên khen lần này thôi nhé từ sau không cần khen đâu trẻ con vì em, mà anh thành trẻ con đấy, biết chơi heo con. Nói chưa đủ, Minh Vũ lại mặt dày làm nũng với Khánh Hà. Là anh ghen, mà em còn không biết à? Anh không cần phải ghen vô cớ như vậy đâu, vì đôi nhà người ta giờ này chắc đang ôm nhau tâm sự rồi đấy. Em nói là con bé Vi, nó đang ở dưới phòng của Duy Long à? Vâng, lúc em vừa từ phòng giám đốc Long chạy ra, thì em ấy cũng vừa mới xuống, em sợ người ta hiểu lầm còn cẩn thận giải thích nữa cơ. Vậy đôi mình cũng ôm nhau thể hiện tình cảm nhỉ? ờ, ừ anh cơ hội vừa thôi khánh hà mắng vốn minh vũ nhưng giờ này cô không đẩy anh ra nữa mà chủ động vòng tay ôm lại vũ cũng cảm nhận được sự đồng tình này của hà liền không chờ mà thì thầm vào tai cô mình yêu nhau đi đôi khi cái ôm còn hơn ngàn lần cái hôn và như giây phút này thì khánh hà và minh vũ chỉ muốn ở trong vòng tay của đối phương em đã sẵn sàng đi bên cạnh anh cảm ơn em sẽ có lúc anh phải đứng giữa em và chị ấy dù không có em anh cũng không chọn cô ấy vậy nên sẽ không có chuyện anh đứng giữa mà chỉ đứng bên cạnh em chỉ cần một lời này hà sẽ chọn tin tưởng vũ cô tin anh sẽ không giống người được gọi là bố đã làm khổ mẹ cô em tin anh có chuyện gì anh cũng muốn em chia sẻ với anh anh muốn là chỗ dựa vững chắc của em vâng em nhất định không giấu giếm kể cả công việc vâng ngoài phiền anh và giám đốc long em sẽ không phiền ai khác bé heo nghĩ như vậy là rất ngoan đang trong trạng thái thủ thỉ tâm tình mà minh vũ liền chuyển ngay sang hài hước khiến khánh hà cũng vì cười theo sao anh có thể thành ra thế này nhỉ vì em lấy heo con ạ à. chỉ giỏi đổ vạ cho người khác em xuống lấy đồ đi mình về trước ơ ừ, còn chưa hết giờ làm việc mà định trốn à ai dám nói phu nhân của anh anh cho nghỉ việc hết thôi đi anh đừng có mà lạm quyền mới chỉ đi chung em đã bị mọi người trong công ty nói ra nói vào rồi giờ mà trốn việc về sớm với anh thì chắc là em lên trang nhất của công ty quá Kệ họ đi, đi thôi vợ Ui đừng có đẩy Mà ai là vợ anh, từ từ không em ngã Biết rằng việc công khai tình cảm Sẽ không thể tránh khỏi những lời dị nghị soi mói của đồng nghiệp Xong cả hai quyết định nắm chặt tay nhau không bằng thế sự Chỉ tập trung vun vén tình yêu Và công việc hăng say Thế nhưng vẫn là Khánh Hà không nghĩ Từ những lời dị nghị bâng quơ Sẽ trở nên dối ren tới mức ẩm ý Đúng là chấp nhận làm bạn gái của người thành đạt như Vũ thì Hà cũng phải đối mặt với sóng gió rất lớn. Đang lúc vất vả mệt mỏi là thế, thì bất ngờ Khánh Hà dính vào vụ tai tiếng, không biết ai ác ý tung tin cô một chân đạp hai thuyền, dụ dỗ, câu dẫn hai sếp lớn của công ty cùng lúc. Tuy nhiên trước vấn đề ồn ào này, ba người Minh Vũ, Khánh Hà và Duy Long không có ý giải thích, nhưng ba mẹ Minh Vũ thì không thể ngồi yên, ngay lập tức đến công ty cho gọi cả ba người lên văn phòng của anh ngồi nói chuyện. Khánh Hà trước ba mẹ của lãnh đạo cũng không hề sợ hãi, chỉ là vẻ mặt có chút nhợt nhạt vì thời gian vừa rồi không được nghỉ ngơi đủ do tăng ca liên tục. Nhưng khi được mẹ của Vũ hỏi tới thì cô vẫn rất bình tĩnh trả lời. Cô là Khánh Hà? Vâng ạ. Cô nói xem, những tin đồn này là thế nào? Thưa hai bác, cháu không biết là ai ác ý thêu dệt những chuyện này. Nhưng thiết nghĩ họ cố tình làm dối ghen mọi việc vào thời gian quan trọng là có mục đích ạ. Ý cô là sao? Muốn trốn tránh ư? Dạ, cháu không có ý trốn tránh nhưng cháu nghĩ chúng ta nên ưu tiên việc quan trọng của công ty trước còn việc nhỏ xử lý sau ạ thời gian vừa rồi mọi người ai cũng vất vả tất bật chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm mới đi đến gần cuối rồi mà vì chuyện nhỏ này ảnh hưởng thì không đáng chút nào tôi là vì công ty nên tạm thời lui việc này lại chứ không phải có ý bỏ qua chuyện này đâu vâng đợi công việc quan trọng kết thúc thì hai bác muốn xử lý sao cháu cũng nghe ạ bà mai phương định lên tiếng nói tiếp nhưng sau đó đổi ý bảo duy long và khánh hà đi ra ngoài trước để bà nói chuyện với vũ khi trong phòng chỉ còn lại ba người thì bấy giờ bà mai phương mới lên tiếng nói cho ba mẹ nghe chuyện này rốt cuộc là sao ba mẹ cứ bình tĩnh thực ra duy long là người bị hại là ai đó cố tình kéo cô ấy vào chuyện này hồng chia rẽ tình cảm của bọn con và ảnh hưởng tới tâm lý của khánh hà vì cô ấy là người dẫn dắt đội thiết kế của chiến dịch lần này nói vậy là giữa con và cô bé tên khánh hà kia có tình cảm với nhau sao? Vâng, con thích cô ấy. Con vậy mà thản nhiên thừa nhận, vậy còn Tuyết Nhung thì sao? Con không thích Tuyết Nhung, trước đó không, sau này lại càng không. Ông Phước ngồi im lặng suy ngẫm, nhưng khi nghe Minh Vũ nói như vậy cũng không đừng được liền lên tiếng. Chúng ta làm kinh doanh, thì nên suy nghĩ theo cục diện, hôn nhân thương mại là lựa chọn tốt nhất. Ba nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất sao? Tất cả mọi thứ suôn sẻ đầy đủ đó là nền tảng cho hạnh phúc của các con sau này. Đừng sống hão huyền một túp liều tranh hai trái tim vàng. Không có tiền, không có quyền. Khó sống lắm con ạ. À. Ba định nghĩa cuộc sống quá tiêu cực rồi. Ba mẹ muốn đánh đổi hạnh phúc của con bằng cuộc hôn nhân thương mại. Vậy mà ba mẹ luôn miệng nói là yêu thương con. Là thương ở đâu? Bà Mai Phương không nghĩ. Cậu con trai yêu quý của mình bình thường cậy răng chả thèm nói một câu. Vấn đề gần phụ nữ lại càng hiếm. Còn đang tưởng bà hết phần cậy nhờ thì hôm nay chính miệng nghe vũ nói thích một cô gái mà còn vì cô bé này mà tranh cãi kịch liệt với ông bà con thay đổi rồi vũ vậy mẹ thấy con thay đổi tiêu cực hay tích cực việc này dừng ở đây đội hoàn thành công việc hệ trọng của công ty mẹ sẽ nói tiếp quan điểm của con rõ ràng con yêu ai sẽ lấy người đó không vì hoàn cảnh hay quá khứ vậy nên ba mẹ cũng đừng có suy nghĩ muốn làm hại người ta sao mẹ đánh vào đầu con thế anh không phải gào cái miệng lên vậy đâu tập trung xử lý việc công ty trước đi tôi sẽ tính sổ sau mẹ mẹ khoan hãy đi con còn chuyện chưa nói xong giờ vợ chồng tôi bận rồi anh không lo tốt việc lớn thì đừng có cơ hội nói chuyện với chúng tôi tuyết nhung ngồi dưới văn phòng làm việc chờ kết quả nhưng còn chưa hóng được gì đã thấy khánh hà trở lại nhìn qua vẫn thấy thái độ của cô bình thường thì rất ngạc nhiên không lẽ minh vũ đã khiến cho ba mẹ của mình tha cho hà hay là đồng ý cho vũ và hà tới với nhau không thể ngồi yên một chỗ đoán giả đoán non tuyết nhung với lấy tập tài liệu lấy cớ đi lên trên tầng gặp vũ thì vừa hay thấy ba mẹ của anh đang đi xuống rất nhanh cô ta làm ra vẻ người hiểu chuyện ngoan ngoãn chào hỏi cháu chào hai bác ạ ờ nhung đấy hả dạ hai bác mới đến sau đã về rồi ạ à hai bác đến xem tình hình công việc thế nào nhưng thấy mấy đứa vận hành vẫn tốt nên hai bác rất yên tâm tin tức rầm rộ là thế mà không nghe bà mai phương hỏi về chuyện tin đồn cũng không nhận thấy thái độ khó chịu từ phía vợ chồng của ông bà khiến tuyết nhung khó hiểu không lẽ suy nghĩ lúc trước là đúng ư sao có thể được rõ ràng hai bên gia đình đã chắc chắn vị trí con dâu là của cô ta rồi mà đoán giả đoán non thật sự đau đầu tuyết nhung liền viện cớ nói vấn đề liên quan tới hà dạ anh vũ với anh long mới tuyển được trợ thủ đắc lực là cô hà thì yên tâm quá rồi ạ ừ nhắc tới cô bé này bác muốn hỏi một chút cô ấy là nhân viên dưới quyền của cháu vậy cháu đánh giá xem cô đó làm việc thế nào dạ Cô Hà tuy mới vào nhưng được lòng hai xếp lắm nên cháu không dám nói gì đâu ạ. Không sao, bác cho phép. Cháu cứ nói đi. Dạ, cháu cũng vì hai bác, vì anh Vũ mà nhẫn nhịn nhiều lần rồi. Nhưng cô Hà cậy mình có anh Vũ và anh Long chống lưng nên không coi cháu và các nhân viên khác ra gì. Mọi quyết định trong công việc cô ấy đều tự quyết hết, không hỏi qua cháu. Mặc dù vị trí thiết kế đặc biệt ấy cũng là do cháu hỗ trợ nên cô ấy mới ngồi vào đó được. Vậy sao? Dạ, còn nữa bác ạ đi làm thì không đúng giờ giấc lại còn hay về sớm cháu có nhắc nhở thì cô hà luôn lấy anh vũ và anh long ra làm lá chắn mà bác biết không chứ nhân viên họ nói gặp cô hà nhiều lần đi với đàn ông lạ mà vẫn còn cố tình tiếp cận câu dẫn anh long và anh vũ người ta còn có ảnh nữa đây này bác ảnh gì dạ ở đây hai bác xem đi ạ à? nhìn mấy tấm ảnh trong điện thoại của tuyết nhung bà mai phương không nhận xét gì ngay mà chỉ làm động tác bấm bàn phím truyền ảnh qua điện thoại của mình được rồi chuyện này hai bác sẽ có cách xử lý Cháu làm tiếp việc đi, hai bác về đây. Dạ cháu chào hai bác, hai bác về cẩn thận ạ. Ừ. Bà Mai Phương gật đầu rồi cùng chồng ra về sau đó, còn Tuyết Nhung định quay người đi xuống phòng làm việc của mình, nhưng nghĩ lại, cô ta cầm tập tài liệu đi tới văn phòng của Vũ, vừa vào trong, Tuyết Nhung không đợi Vũ hỏi liền chủ động lên tiếng trước. Em vừa gặp hai bác ngoài kia, chuyện dùm Ben vừa rồi, có phải hai bác đã biết rồi không ạ? Em gặp tôi có việc gì khác không? À Bị Minh Vũ phớt lờ lời của mình muốn hỏi khiến Tuyết Nhung sượng mặt, không còn cách nào khác, cô ta đành phải chuyển chủ đề sang công việc để nói Hồng giảm bớt đi sự sượng chân. À, em muốn xin ý kiến đề xuất cho cô Hân hỗ trợ cùng Khánh Hà vào dịp cuối này. Em lo Khánh Hà vì tinh thần không ổn định mà ảnh hưởng tới tiến độ công việc ạ. Cô Hân phó phòng sao? Tôi nhớ không nhầm, thì hai lần trước giao nhiệm vụ hướng dẫn đội hình nhưng không đảm đương được. Tôi đang xem xét vấn đề bình bầu cuối năm, có nên thay vị trí đó không? mà em lại còn đề xuất lần ba, ý là gì? Anh biết rõ mấy hôm nay tin đồn ẩm ĩ lên, ai cũng chỉ trò cô Hà. Em sợ cô ấy bị phân tâm nên có ý bảo cô Hân hỗ trợ cùng thôi, chứ em đâu có mục đích gì đâu. Cô Hà là nhân viên dưới quyền điều hành của em, mà em không biết là cô ấy vẫn đang làm việc rất tốt sao? Việc một số nhân viên khác không phối hợp với cô ấy trong công việc còn chưa khiến cho cô ấy gặp khó khăn, thì liệu mấy tin đồn vớ vẩn kia làm cô ấy để ý sao? Nếu em có khả năng thì trực tiếp hỗ trợ cô ấy đi chứ. Đừng có đề xuất một người khác sắp bị loại đến phá hỏng công sức của cô ấy. Dạ em hiểu rồi, em xin phép ra ngoài ạ. Lần thứ hai vì Khánh Hà mà Tuyết Nhung bị Minh Vũ làm mất mặt không kiêng nể. Đối với một người kiêu ngạo như Tuyết Nhung thì đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất từ trước tới giờ. Thật sự lúc này hận không thể đuổi thẳng Hà ra khỏi công ty mà về công việc cũng không có cách nào chơi xấu được cô vì tất cả đã được Duy Long và Minh Vũ bảo vệ cẩn thận. Lại thêm Hương Ly cùng với Thảo Vi thay nhau kiểm tra thì một con ruồi cũng không lọt được trước đó thời gian khánh hà chưa tới làm việc dù quan hệ giữa vũ và tuyết nhung không đạt tới mức độ tình cảm thắm thiết nhưng trên phương diện quan hệ tốt của hai nhà cũng khiến cho tất cả các nhân viên trong công ty đều khen ngợi và su nịnh cô ta xem cô ta như bà chủ tương lai nhưng kể từ khi khánh hà xuất hiện minh vũ công khai quan tâm cô thì tuyết nhung không còn vị trí trung tâm nữa mọi ánh nhìn của nhân viên cũng khác đi nhất là hôm nay Việc bà Mai Phương thể hiện thái độ bình thường khi cô ta đưa tấm ảnh liên quan tới Khánh Hà thì bà lại chọn im lặng không lên tiếng, càng khiến Tuyết Nhung không có cảm giác an tâm. Sợ rằng vị trí con dâu tương lai nhà họ Huỳnh sẽ bị người khác thay thế mất, mà người không ai khác đó chính là Khánh Hà, một cô gái kém xa cô ta về mọi thứ. Chị làm gì mà ngồi ngây ra vậy? Tuyết Nhung đang dày công vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên làm gì để đánh bại Khánh Hà thì bị câu hỏi bất ngờ của Tú Hân làm cho giật mình. À không, có gì chị cứ nói với chúng em thực ra chị vừa lên phòng xếp vũ báo cáo muốn đề xuất em hỗ trợ cùng với cô hà nhưng bị từ chối muốn giúp em mà lực bắt tòng tâm rồi em không trách chị chứ chị từ trước tới giờ đối xử với em rất tốt em làm sao có thể trách chị được có trách là trách kẻ không biết điều kia chọc ngoái sau lưng mà kiếm chuyện khiến cho chị bị xếp vũ la chị cảm ơn em đã luôn hiểu cho chị chị yên tâm dù có chuyện gì xảy ra bọn em cũng sẽ đứng về phía chị thành công lấy lòng mấy người cấp dưới tin tưởng ủng hộ hết mình hết mực nên tuyết nhung không bỏ qua cơ hội sắp tới đây à chiều nay cô hà sẽ đi khảo sát thực tế em xem bố trí người hỗ trợ cô ấy đi việc gì ra việc đó mấy em đừng vì việc cá nhân mà không hợp tác với cô hà đấy nhé chị trách nhiệm như thế nhưng cô ta có biết điều đâu được rồi mau báo mấy bạn xem hỗ trợ người ta nhiệt tình vào việc công ty nên đặt lên hàng đầu em ạ chị đã nói như thế thì bọn em sẽ làm theo ạ Tú Hân đồng đành đi ra ngoài, thấy Khánh Hà và bé Tình đang cắm cúi vào máy tính thì ngứa mắt, không có ý định gọi người ta hỗ trợ mà cô ta đi thẳng xuống gặp Trúc, và Trúc sau khi nắm rõ nội dung chỉ đạo của Tuyết Nhung qua lời kể của Tú Hân thì kéo tay cô ta cười nói: "Theo tôi hiểu thì ý của chị Nhung là chăm sóc nó nhiệt tình đấy." "Là sao cơ? Là chiều nay bà cứ kêu mấy đứa đi hỗ trợ nó rồi." Những lời tiếp theo Trúc không nói bình thường nữa mà ghé tai Hân nói nhỏ: thì sau khi nghe xong, Hân gật gù tán thành. "Được, vậy bà cũng chuẩn bị dần đi, yên tâm, mọi việc sẽ như ý." "Vậy tôi đi trước." Trúc nhìn Tú Hân rời đi, liền cười nhếch mép, đồng thời lấy điện thoại gọi cho Tên Sơn, thì sau vài giây cũng có tín hiệu kết nối. "Gọi tôi có việc gì?" "Mới đó mà đã xưng hô lạnh nhạt với em thế? Tôi vì các cô mà giờ bị thất nghiệp đấy." "Đừng nóng giận anh yêu, em biết sự hy sinh của anh mà, yên tâm, em sẽ bù đắp cho anh. Gặp nhau đi." Anh nhớ mùi cơ thể của em rồi đấy Được rồi, sau việc này em sẽ chiều anh Gì nữa đây Tắt máy đi, em nhắn tin qua Trúc vội kết thúc cuộc gọi Khi nghe thấy tín hiệu của thang máy Và sau đó là Khánh Hà cùng với bé tình Với một người nữa của bộ phận thiết kế đi ra Cũng tiện nghe được Khánh Hà chỉ đạo Lát nữa hai em đi chung xe Chị tự đi một mình, chia nhau ra làm cho nhanh nhé Dạ, vậy chị đi cẩn thận ạ Ừ, công việc đang vào giai đoạn nước rút Nên hầu hết ai cũng bận biểu hương ly cũng tất bật tới tối muộn mới xong việc của mình nghe thông tin hai bác đến gặp trực tiếp khánh hà từ sớm vì mấy tin đồn nhưng chưa có thời gian hỏi xem tình hình ra sao nên vừa về đến công ty là lên thẳng phòng làm việc gặp bạn thân luôn nhưng khi tới nơi thì thấy văn phòng đóng cửa tối thui tưởng khánh hà đã về nên ly gọi điện qua cho cô nhưng không liên lạc được tiếp tục gọi về nhà hỏi khéo mẹ mai thì bà bảo cô chưa thấy về không có số của bé tỉnh nên ly lên thẳng phòng của minh vũ thì vừa hay gặp duy long từ phòng của anh đi ra em đi đâu mà vội thế em gọi cho hà không được đang định qua phòng anh vũ xem hà có ở đó không vũ với thảo vi vừa đi gặp khách hàng rồi thế em gọi về nhà cho cô ấy chưa em gọi rồi nhưng mẹ hà bảo là chưa về bé tình em không có số nên vừa nói tới đây thì máy điện thoại của hương ly có cuộc gọi tới là một số lạ nhưng cảm giác cho thấy liên Linh nghe cuộc điện thoại này alo chị chị ly em tỉnh đây à ừ mà sao nghe giọng em run thế có chuyện gì à chị ơi Chị mau tới bệnh viện đi, chị Hà Được rồi bình tĩnh, chị đến ngay Hương Ly tắt máy, cũng vội kéo Duy Long đi luôn Hai anh em sau đó nhanh chóng tới bệnh viện Thì thấy có mỗi bé tỉnh mắt đỏ hoe sốt ruột Đi lại ngoài hành lang phòng cấp cứu Khánh Hà bị sao vậy? Dạ thưa giám đốc, chị Hà bị va chạm xe Phần đầu bị đập xuống đất Khiến cho chị ấy ngất đi Tay và chân trái cũng bị thương nữa ạ à. Thế người gây ra tai nạn đi đâu rồi? Em đến nơi thì chỉ thấy có mấy cô bác đi đường ở đó nghe các bác ấy kể lại là có hai thanh niên chạy xe va vào, vào chị hà nhưng không giúp chị ấy mà bỏ chạy ngay duy long nghe vậy thì không hỏi nữa mà chỉ nhắc ly có số điện thoại của mẹ hà thì gọi điện thông báo cho bà đến cũng vì lo quá mà ly quên mất việc này cho nên khi nghe duy long nhắc nhở thì ly bảo mình tự về đón bà chứ không dám gọi điện thoại cuộc sống của bà mai tồn tại đến bây giờ là nhờ có nguồn động viên là con gái khánh hà vậy nên khi nghe được thông tin con gái gặp tai nạn thì bà đã rất lo lắng cũng may khi bà và Hương Ly tới nơi thì ngay được bác sĩ thông báo tình hình của Khánh Hà không có gì nguy hiểm, phần đầu bị va chạm nhưng không bị tổn hại tới não, chỉ có vết thương ở cánh tay và chân là phải không mất mấy mũi. Lúc vào vì mải quan tâm tới Khánh Hà nên không để ý có những ai, nhưng sau khi con gái được sắp xếp tới phòng bệnh nghỉ ngơi cẩn thận thì bà Mai bấy giờ mới có thời gian nói chuyện với Ly. "May quá, con bé không sao con ạ. Bu yên tâm, Khánh Hà sẽ mau khỏe lại thôi." "Ừ. À, mà hình như còn có hai người nữa đi cùng các con phải không là đồng nghiệp của hai đứa à dạ vâng có bé tỉnh làm cùng bộ phận với hà con vừa nhờ nó ra ngoài mua ít đồ chắc cũng sắp quay lại rồi còn có giám đốc duy long nhưng vừa nãy nghe có điện thoại nên ra ngoài nói chuyện rồi ạ nãy bu lo quá nên chưa kịp nhìn rõ ai với ai lát mọi người vào bu phải cảm ơn mới được dạ bà mai vì ngồi quay lưng lại phía cửa nên không thấy duy long đang đi vào nhưng ly thì phát hiện ra trước nên chủ động đứng dậy giới thiệu long với bà mai bu ơi đây là giám đốc thiết kế duy long ạ dạ cháu chào cô cháu là sếp của hà vừa nãy bận bịu cũng chưa chào hỏi cô cẩn thận ạ bà mai trước lời giới thiệu của hương ly và tiếp đó là lời chào chủ động của duy long lại đứng im không lên tiếng mà chỉ hướng về phía anh với ánh mắt đầy bất ngờ xen lẫn hoảng hốt thì hương ly lo lắng cầm tay bà lay lay bu bu ơi bu sao vậy ạ à? nhưng dù ly có hỏi mấy câu thì bà mai cũng không để ý trực tiếp gạt tay của ly ra tiến sát về phía long Hai tay bà run run cầm vào tay của anh xúc động nói từng từ. Bé khiêm đây mà. Đúng rồi. Đúng là bé khiêm rồi. Càng nói, giọng bà Mai càng lạc đi và theo đó là những giọt nước mắt rơi lã trã. Không sai được. Nốt ruồi đỏ giữa lòng bàn tay. Còn có vết sẹo do bị cắt cổ ở tay người bé nữa. Rồi còn... Bà Mai quên mất Duy Long của hiện tại là ai. Giờ tay định vạch cổ áo của anh ấy thì Hương Ly vội ngăn lại. Buôi đây là xếp long ạ Không, nó là bé khiêm Chắc chắn là bé khiêm Nó có vết tràm màu xám ở dưới cổ một chút Duy Long còn đang không biết Tại sao mẹ của Hà lại xúc động Cứ nhận mình là bé khiêm nào đó Rồi lại nghe bà nói đúng vị trí vết tràm trên người Thì ngạc nhiên hỏi Sao... Sao cô biết trên người của cháu có vết tràm màu xám Vậy là ngoài ở cổ tay có vết sẹo bị cắt Giữa lòng bàn tay có nút ruồi đỏ Thì dưới cổ của cậu còn có vết tràm màu xám đúng không Vâng, Tất cả đều đúng hả? Bà Mai nghe Duy Long xác nhận tất cả đều đúng thì ôm chầm lấy anh khóc thành tiếng. Cuối cùng thì tôi cũng gặp được cậu. Tôi đã tìm thấy cậu rồi. Cô à, cháu... Tôi không phải là cô, mà là chị của cậu. Hương Ly trước sự việc bất ngờ này thực sự không nói nên lời còn Duy Long cũng ngây người mãi mới lên tiếng được. Cô, có phải là cô nhận nhầm người rồi không? Cậu chính là bé Khiêm. Tôi không nhầm rõ ràng Long có ba mẹ chăm nuôi từ nhỏ và sống ở đây từ nhỏ tới giờ thì làm sao lại có thể có một người chị gần bằng tuổi của mẹ mình thế này được? Làm sao có thể? Nhưng cháu là người nam còn cô là người bắc, sao có thể chứ? Bà Mai chưa hết xúc động, hai tay run run nhưng vẫn cố bám chặt lấy duy Long không chịu buông, giọng lại nghẹn ngào. Ông bà ngoại mất sớm, họ hàng không quan tâm, chính quyền cũng rừng rưng chỉ vì nhà mình nghèo lại không có chỗ sửa. Còn mẹ chúng ta thì bị câm điếc bẩm sinh, lại thêm không được mạnh khỏe khôn lanh như người ta. Bản thân chị cũng không biết bố mình là ai, nhưng chị không trách mẹ, ngược lại càng thương bà hơn, số phận của mẹ chúng ta đã khốn khổ thế rồi. Mà khi chị vừa tròn 18, bà lại bị người ta chà đạp một lần nữa. Bản thân vốn nửa điên nửa dại, lúc phát hiện có thai thì đã gần 5 tháng rồi. Các cụ bảo khổ tận cam lai, thì hoàn cảnh nhà chúng ta khi đó rất đúng đối với người bình thường khỏe mạnh đã khó thì với mẹ của chúng ta khi đó chính là sự khốn khổ vô cùng chị thương mẹ thật lòng vào thời điểm đấy rất muốn bỏ em nhưng sau cùng chị không làm được không nhẫn tâm tước đoạt quyền làm người của em chị chấp nhận mặc cho người đời sỉ nhục nói là đã nghèo lại còn ngu đã có bà mẹ nửa điên nửa khủng còn cố để bà sinh ra đứa con hoang là em nhưng chị biết mẹ vào những lúc tỉnh táo rất thương chúng ta nên chị quyết tâm cùng bà vượt cạn hy vọng em ra đời là chỗ dựa của mẹ và chị sau này chỉ là một lần nữa ông trời không thương xót để người ta cướp đi mất niềm hy vọng cuối cùng của mẹ và chị khi em mới lên năm em mất tích tròn hai tháng thì mẹ cũng bỏ chị ra đi mãi mãi ngôi nhà nhỏ ven bờ sông tuy nghèo nhưng trước đó vẫn đầy ắp tiếng cười chỉ từ khi em bị người ta bắt đi rồi sau đó là sự ra đi của mẹ đã trở nên hoang vắng chị ngày đêm nhớ mẹ thương em cũng hao mòn từ lúc mẹ sinh em ra thì mọi việc chăm sóc em đều do một tay chị làm nên dẫu em có trưởng thành thì những vết tích trên người em chị cũng không thể nào quên được em chính là bé khiêm ngày nhỏ của mẹ và chị chính là khiêm trong sự liêm khiết khiêm tốn thông minh và tài trí là niềm hy vọng của chị trong cuộc sống có muôn vàn hoàn cảnh đáng thương nhưng Hương Ly không nghĩ bạn thân của anh họ mình lại có tình cảnh đáng thương lại đáng buồn như vậy. Không biết lúc Duy Long bị bắt cóc, họ hàng bỏ mặc, chính quyền rừng dưng không giúp tìm kiếm và sau đó đã xảy ra chuyện gì với Duy Long. Nhưng đến giờ này anh ấy vẫn sống rất tốt. Có ba mẹ nuôi như ba mẹ ruột khi chỗ dựa tinh thần của Duy Long là ba mẹ không may tai nạn qua đời thì cuối cùng anh ấy vẫn không cô đơn. May mắn nhận lại chị ruột và có cô cháu gái giỏi giang như Khánh Hà thì đây chính là sự bù đắp tuyệt vời nhất trước màn nhận người thân này hương ly là người ngoài cũng không giữ nổi nước mắt cứ tưởng duy long là đàn ông thì kiềm chế tốt hơn nhưng xem ra cũng không cầm cự được lâu đôi mắt đỏ hoe cùng với hành động ôm chặt lấy bà mai nghẹn ngào vậy em chính là em ruột của chị chị dù không được học hành đàng hoàng như người ta nhưng chị hiểu được việc xác nhận huyết thống chính xác là dựa vào đâu và cũng là để trả lời cho câu hỏi em là người nam chị là người bắc nhưng sao lại là ruột thịt thì em cứ làm xét nghiệm adn đi em không nhớ gì hết có lẽ một phần lúc em bị người ta bắt đi còn quá nhỏ nhưng mới gần đây em rất hay nằm mơ tới một vùng quê nào đó nhất là khi ba mẹ qua đời thì những giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại liên tục em không hiểu sao mình cứ hay mơ tới những giấc mơ lạ như vậy hóa ra là điểm may chắc chắn là ba mẹ nuôi thương em rồi ông bà và mẹ chúng ta thương hai chị em mình ừ nhưng đáng tiếc vì chị không có cơ hội trực tiếp cảm ơn ba mẹ nuôi của em họ thật sự quá tốt cho em ăn học thành tài lại còn chăm sóc nuôi dưỡng em trở thành một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh như vậy vâng có lẽ ông bà không có khả năng sinh con nên đã nhận nuôi em nhưng tình cảm của ông bà dành cho em còn hơn cả con ruột nào đứng thẳng người để chị ngắm em được kỹ hơn duy long cũng làm theo lời bà mai có lẽ là sợi dây tình thân nên Long không có cảm giác bài xích hay xa lạ mà thật sự giống như cậu em trai bé bỏng ngày nào. Chị, chị thấy em thế nào? Bà Mai bụng bảo dạ không xúc động nữa nhưng trước đứa em trai mất tích hơn 25 năm qua thì không đừng được. Chị, chị lại khóc rồi. Đúng là em, chị không nhận nhầm. Vậy là mẹ ở dưới đó cũng yên lòng rồi. Từ nay, em sẽ thay mẹ chăm sóc chị, bảo vệ bé Hà, không để ai ước hiếp chị và con bé nữa khánh hà cũng tỉnh thật đúng lúc vừa mở mắt ra liền thấy cảnh giám đốc duy long ôm mẹ mình mà bà cứ khóc dấm dứt thì không hiểu làm sao mẹ mẹ có chuyện gì vậy ạ à? à không sao chuyện vui thôi hương ly đứng ngay đó thấy bạn thân đã tỉnh thì nhanh chân chạy lại đỡ hà ngồi dậy nào bình tĩnh còn thấy khó chịu ở đâu không tôi không nhưng sao không thì tốt rồi báo với bà một tin vui nhé giám đốc duy long là cậu trẻ của bà đấy thích không bà nói luyên thuyên cái gì đấy tôi bị đau chân chứ có hỏng não đâu bà mai biết con gái rất khó tin chuyện này nên bảo hương ly để bà giải thích rồi bà ngồi xuống cạnh giường từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện quá khứ của mình cho khánh hà nghe thì cô ôm bà khóc nấc lên mẹ con tưởng đời mẹ con mình đã cực lắm rồi mà sao cuộc đời của bà ngoại còn khổ nhiều đến như vậy mỗi người một số phận không ai có quyền lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra con ạ à. có phải vì vậy mà nhà bà nội khinh rẻ mẹ Ông ta mới không coi mẹ ra gì vậy không ạ? À? Ừ Nhưng mẹ đã quên hết rồi Và mẹ mong con cũng vậy Bỏ lại quá khứ không vui đó Để tiếp nhận cuộc sống hiện tại Với mẹ chỉ cần con sống vui mạnh khỏe Và giờ có cả cậu Long nữa Là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi Đó là sự bù đắp lớn lao nhất đối với mẹ Mẹ Con ngoan Mong nhận cậu của con đi Thật sự là không thể ngờ được khi mẹ con cô bỏ lại quê hương chạy đến một nơi xa lạ này còn nhận được người thân nhưng cái khó tin là người thân đó lại là giám đốc duy long sao có thể chứ duy long vừa nãy cũng có cảm xúc như khánh hà lúc này nên rất hiểu có điều long đã sẵn sàng và hoàn toàn muốn nhận hai mẹ con hà nên chủ động đi lại cạnh giường bệnh của cô ngồi xuống sao mẹ cháu đã nhận tôi là em trai vậy cháu có muốn nhận người cậu trẻ này không khánh hà vẫn chưa dám tin vào những gì mình nghe thấy nên cứ ngồi ngây ra nhìn thì bà mai lay lay tay cô kìa con cậu hỏi sao cứ ngồi ngây ra thế con không cần phải sợ đâu trên đời này không phải ai cũng xấu xa giống như bố của con đâu ông ta không phải là bố của con tất cả những người trong ngôi nhà đó không phải người thân của con ừ ông ta không phải sợ con gái xúc động quá nên bà mai vội gạt đi thì bất ngờ Duy Long đưa tay lên vuốt ít tóc mái đang lòa xòa trước mặt của Hà, giọng trầm ổn an ủi cô. "Chỉ cần cháu nhận người cậu này thì ai cũng không thể bắt nạt được cháu. Bao nhiêu năm nay chỉ có hai mẹ con với nhau, giờ tự nhiên xuất hiện thêm người cậu mà người này lại quá trẻ khiến Hà mãi gọi không thành lời. Sao? Là không muốn nhận tôi hay là vì bạn trai của cháu bằng tuổi tôi nên không gọi được?" "Cháu, cháu không dám tin. Có muốn gọi tôi một tiếng cậu không?" "Cậu" duy long mất đi hai người thân thiết là ba mẹ nuôi tưởng chừng cả đời này không còn người thân thích nữa thì bỗng nhiên lại được một món quà lớn như thế này cùng lúc có thêm người chị gái và một cô cháu gái đáng yêu càng khiến cho long vui mừng hơn tất thảy một tiếng cậu mới thân thương làm sao không cần nhớ về quá khứ nếu nó không đáng nhớ từ nay cậu sẽ chăm sóc cho hai mẹ con cháu và bảo vệ cháu thật tốt không phải là cháu đang mơ chứ ạ à? không mơ tí nào cô nhóc ạ à? cậu ơi cháu đau đau đầu à? để cậu đi gọi bác sĩ. không, cháu đau ở chân, ở tay này cơ. mới đầu nghe Khánh Hà kêu đau, cứ tưởng là đầu bị ảnh hưởng do va chạm. thế nhưng giây sau khi nghe cô nói đau ở chân ở tay, thì Hương Ly nhìn bà Mai cười tủm tỉm. hóa ra là Hà đang muốn làm đũng cậu trẻ duy Long. Hương Ly tốt bụng định nói giúp bạn một lời, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì duy Long đã chủ động xoa xoa, thổi thổi lên cánh tay của Khánh Hà. sau đó cũng phối hợp dỗ dành cô cháu gái thiệt thòi này cậu đã nhắn tin cho người mang thuốc tới rồi rất nhanh nữa người ta sẽ tới giúp cháu chịu khó một chút cháu muốn cậu thổi cơ không cần ai hết có thật là chỉ muốn cậu thổi giúp không thật ạ à? từ nhỏ tới giờ mỗi lần cháu bị làm sao thì chỉ có mỗi mẹ cháu thèm cảm giác có cậu quan tâm hơn là người khác ừ không cần nhớ tới ông ta nữa từ nay có cậu rồi bản thân bị bắt cóc từ nhỏ nhưng may mắn sau đó lại gặp được người tốt nên duy long chưa biết tới cảm giác khốn khổ thiếu thốn đủ đường như mẹ con của hà Dẫu không chứng kiến cùng hai mẹ con cô những năm tháng ấy, nhưng Long cũng rất thấu hiểu. Mà càng thấu hiểu thì Long lại càng thương chị và cháu mình hơn. Nghỉ ngơi cho tốt vào, khi nào thật khỏe hãy trở lại công ty. Cậu sẽ giúp cháu hoàn thành phần việc còn lại. Sẽ không để công sức của cháu là vô ích đâu. Có kẻ muốn hại cháu. Là sao cơ? Vụ tai nạn xe là người ta cố ý đâm vào cháu. Chắc chắn có người sai khiến. Được rồi, tập trung nghỉ ngơi đi. Việc còn lại cậu sẽ xử lý, được không? Vâng. Duy Long cưng chiều xoa đầu cháu gái, còn Khánh Hà mặc nhiên ôm cậu trẻ, hưởng thụ tình cảm tình thân thiếu hụt bấy lâu, thì bất ngờ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc. Hai người đang làm cái gì đấy? Minh Vũ hỏi, nhưng không kịp để ai trả lời, liền tiếp tục chất vấn Duy Long. Duy Long, cậu nói tôi phải về ngay bệnh viện, là muốn tôi chứng kiến cảnh này phải không? Cậu là bạn thân của tôi đấy à? Cậu đến rồi đấy à? Không chỉ có tôi, mà còn có cả Thảo Vi cũng đến nữa. Nhưng xem chừng, chúng tôi đến không đúng lúc rồi. Chỉ cần Khánh Hà lên tiếng giải thích Thì Minh Vũ sẽ nán lại Nhưng từ lúc anh vào tới giờ Cô vẫn không chịu cách xa bạn thân của anh Không ôm chặt nữa nhưng vẫn bám vào tay của Duy Long Khiến anh đau lòng Nhưng không chỉ có Vũ mà Thảo Vi cũng sắp không chịu được Xếp à Chị Hà có giám đốc Duy Long lo lắng rồi Với xem chừng chị ấy chỉ bị qua loa Vậy chúng ta cũng xin phép về thôi ạ à? Ừ Minh Vũ lúc này không còn biết ai vào với ai Quay người định ra khỏi phòng ngay lập tức thì một lần nữa Duy Long tiếp tục tình mơ ngăn lại Cậu đến Nhưng không hỏi cháu gái tôi một tiếng Mà đòi làm bạn trai của nó sao Ông nói luyên thuyền cái gì thế Cháu của ông liên quan gì tới tôi mà tôi phải hỏi thăm Là chính miệng ông nói đi nhá Nói rồi Duy Long ngó lơ minh vũ Quay sang phía bà Mai nói với giọng vui vẻ Chị ơi Cậu ta đã không muốn liên quan tới cháu gái của em Thì em sẽ tìm người khác tốt hơn cho con bé Ở đây em có mối quan hệ Kiểu gì cũng kiếm cho cháu em chỗ tử tế hơn rất nhiều bà mai được hương ly huých tay nên cũng nhanh ý phối hợp với duy long hỏi vu vơ xem ý tứ của vũ thế nào thế cậu này là đang theo đuổi khánh hà nhà mình à nhưng em đổi ý không cho phép nữa chị cũng theo ý kiến của em phải không ừ nhà mình giờ em làm chủ chị và cháu theo em hương ly sắp không nhịn được cười không ngờ bu mai cũng bắt kịp xu hướng lắm phối hợp với cậu trẻ quá ăn ý, khiến cho Minh Vũ không hiểu mô tê gì. Thực lòng cũng muốn phớt lờ, trêu anh họ một chút, nhưng trong thảm thương quá nên đã gợi ý, với cũng là giúp đỡ cô trợ lý Thảo Vi dễ thương sắp khóc tới nơi rồi. Miệng nói sống chết với bạn thân của em, mà mới thế này đã định bỏ đi, ghen đến nỗi mất hết lý trí, không nhận ra ý tứ trong câu tử của mọi người rồi à. Anh... anh đúng là đồ ngốc, đây là bu mai mẹ của Khánh Hà đấy ạ. À. Nghe em họ giới thiệu, bấy giờ Minh Vũ mới nhận ra có gì đó không đúng nhưng là gì thì anh cũng phải chào hỏi mẹ vợ tương lai trước đã cháu chào cô cháu là minh vũ bạn thân của duy long và là cấp trên của khánh hà ạ cậu chỉ đơn thuần là cấp trên của con gái tôi thôi sao dạ cháu cháu cũng định đến xin phép cô cho cháu tìm hiểu yêu đương với khánh hà nhưng lần nào em ấy cũng bảo là chưa thuận tiện nên cháu chưa có dịp chào hỏi cô ạ vậy nay có cả em trai của tôi ở đây thì cậu còn giữ ý định đó không cô cô nói sao ạ mà ai là em trai của cô ạ? À? Em trai tôi, đang đứng cạnh bé Hà đấy. Liếc mắt theo hướng chỉ tay của bà Mai, bấy giờ Vũ mới nhận ra có điều gì sai sai. Cái thằng bạn thân điều giả kia, dám trêu chọc anh, làm anh đau lòng muốn chết. Lại được cả cô bạn gái Khánh Hà cũng đồng phạm muốn thử lòng anh. Có điều nghe ra mẹ vợ tương lai rất đồng tình cho phép, nên Minh Vũ chẳng ngần ngại mà lại gần kéo ngay thằng bạn thân qua một bên, thẳng thừng ôm lấy Khánh Hà không chút ngượng ngùng. Ông ra mà dỗ bạn gái của ông đi trả Hà lại cho tôi. Nhưng Duy Long vẫn chưa chịu thua, tiếp tục hành hạ Minh Vũ. Khánh Hà, cháu để bạn trai mình đối xử với cậu như thế đấy à? Người ta không biết điều, thì cậu cứ xử thẳng tay thôi ạ. À? Hai người là cậu cháu thật đấy à? Vậy cậu cho là chúng tôi đang nói đùa sao? Tôi cứ tưởng mọi người bày ra màn này trêu tôi chứ. Là thật đấy, tôi chính là cậu ruột của Hà. Đến lúc này thì không chỉ Minh Vũ mà cả Thảo Vi cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn qua Hương Ly thì Ly gật đầu xác nhận và bà Mai một lần nữa kể câu chuyện của gia đình mình cho Phú và Vi nghe thì ai nấy đều có chung sự xúc động. Bà Mai thấy hai đôi trẻ quấn quýt thì không làm phiền nữa mà cùng với Ly tránh ra ngoài nhường lại không gian tình tứ cho bọn họ. Duy Long sau bao lần trốn tránh thì nay cũng mạnh dạn chủ động nắm tay của Thảo Vi ra ghế hành lang ngồi nói chuyện. Anh xin lỗi nhé, vừa nãy là muốn trêu chọc Minh Vũ một chút thôi. Em chúc mừng anh nha, không ngờ trái đất này thật tròn, Điều không ngờ đến lại xuất hiện Không phải là anh không tin họ là người thân Nhưng để thuyết phục Tất cả vẫn nên làm xét nghiệm huyết thống Anh muốn đường hoàng đón hai mẹ con chị ấy về ở cùng Bù đắp và chăm sóc cho họ Sau những tháng ngày vất vả Vâng, em ủng hộ anh Vậy còn em, em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Thảo Vi sau nhiều tháng ngày đắn đo suy nghĩ Cuối cùng cũng nhận ra thứ tình cảm của mình Dành cho Duy Long bấy lâu chính xác là tình yêu Vậy nên hôm nay Vi cũng như Long Không hèn nhát nữa Cô gật đầu, vòng tay ôm eo Long và nói về chuyện tương lai. "Em không chỉ muốn làm bạn gái của anh mà còn muốn làm vợ của anh. Vậy anh có muốn cưới em không?" Ngay cả khi anh sống cùng với người chị gái nhiều tuổi sao? "Em không ngại. Em nguyện cùng anh báo hiếu cho chị ấy, chăm sóc chị ấy. Em tin một người sống tình cảm, nghĩa tình như chị của anh cũng sẽ yêu thương em như Khánh Hà thôi. Chị ấy rất tốt, chị ấy không cần gì nhiều, chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc thuận hòa thì chị ấy sẽ vui thôi." "Vâng." Vậy đợi anh sắp xếp mọi việc Rồi cũng trễ đến nhà hỏi cưới em nhé Em sẽ đợi anh Bên ngoài hai người tâm tình ôm nhau nói lời mật ngọt Thì bên trong vừa bi vừa hài Và còn thêm cả phim hành động nữa Đau em Anh có thật là biết chăm sóc người bệnh không thể hả Vũ Chỉ được cái miệng lưỡi chứ vụng thối ra Tay chân lóng ngóng Anh... Nghe cái bụp khiến Thảo Vi giật mình Hai người vội buông nhau cùng đứng dậy ngó vào bên trong thì thấy hình ảnh không thể nào bùi suối hơn của anh xếp khét tiếng là lạnh lùng nhưng lúc này thì lại khép nép lóng nga lóng ngóng anh không may lỡ tay anh xin lỗi vợ nhé anh tránh xa em ra ai đồng ý làm vợ của anh hả hôm trước em đồng ý rồi mà giờ định nuốt lời à anh đừng có mà tự vơ vào không có yêu đương gì hết mới công khai mà em đã bị họ ám sát đây này nếu thông báo kết hôn chắc là mẹ và cậu em đến nhặt xác em về quá em nói gì ghê thế không được nói mấy lời suối quẩy đó anh cấm đấy em nói thật đấy vụ va chạm xe là có người cố tình đâm vào em nghe tới đây thì hai người thảo vi và duy long cũng đi vào mặt rất nghiêm túc nói với vũ trước đó không biết khánh hà là cháu tôi nhưng giờ thì khác bất cứ ai bắt nạt nó kể cả là người nhà cậu thì tôi cũng không bỏ qua đâu ông yên tâm đi kẻ nào dám hại cô ấy tôi sẽ làm đến nơi đến trốn tốt nhất là cậu nói được làm được tôi hứa giây trước cả duy long và minh vũ còn rất nghiêm túc thì sau đó không lâu đã dần chuyển sang hài khước khiến cuộc đối thoại càng giống như tấu hài. Giờ bé Hà là cháu ruột của tôi, mà cậu không định thay đổi cách xưng hô à? Gọi cậu đi cháu rể. Ông có thể nào bớt giao ai với tôi được không? Tôi việc gì mà phải giao ai? Không nghĩ được có lúc hai người bạn thân to xác lại rơi vào tình cảnh này, nhưng việc cần vẫn phải nên xử lý trước đã. Hai người có thể nào đừng gây nhau được không? Việc quan trọng nên bàn bạc trước đi. Mình Vũ chỉ mặt dày cãi với bạn thân thôi, chưa một khi Khánh Hà cất lời Là y như rằng xuống giọng cưng chiều ngay lập tức Được, anh nghe em Công việc đang vào giai đoạn cuối Mà em thì không sao rồi Nên mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi ạ Không được, anh ở đây với em Em đâu có bị nặng đâu mà phải ở đây Anh với cậu về bàn bạc công việc Rồi còn điều tra xem kẻ nào hại em chứ Nói bảo vệ em mà cứ suốt ngày ở bệnh viện Thì làm sao được Nói rồi Khánh Hà quay sang Duy Long dục tiếp Cậu đưa Thảo Vi về đi ạ Hai người về nghỉ ngơi vì còn rất nhiều việc phải làm nữa Lúc nào rảnh qua thăm cháu sau cũng được Vậy cậu đưa Vi về trước Lát cậu qua thay cho mẹ cháu Ông đưa Vi về thì chờ cô Mai về nghỉ luôn đi Đêm nay tôi trông Khánh Hà Được rồi, vậy chăm sóc cháu gái tôi cẩn thận đấy Yên tâm Bà Mai muốn ở lại bệnh viện chăm Khánh Hà Nhưng Duy Long ủng hộ bạn thân Với cũng vì không muốn chị gái thức đêm hôm vất vả Nên khuyên nhủ về nhà nghỉ ngơi Long đưa Thảo Vi về nhà trước Sau đó mới chở bà Mai về khu trọ trên đường về duy long bày tỏ y muốn đón hai mẹ con bà về ở cùng với mình chị à trước đó chị em không biết đến sự tồn tại của nhau thì không nói nhưng giờ chúng ta đã là một gia đình rồi nên em không muốn chị và cháu phải vất vả đâu em muốn đón chị và cháu về ở cùng với em ngay ngày mai em nghĩ được như vậy là chị mừng lắm còn việc chỗ ở không cần thiết ăn nhiều chưa ở hết bao nhiêu chị và con bé cũng quen với hàng xóm ở đây em rồi cũng đến tuổi lập gia đình ở riêng sẽ tốt hơn với lại còn họ hàng của ba mẹ nuôi em nữa Tránh phiền hà em ạ à. Nhà của ba mẹ nuôi em không ở Nên chị đừng lo Đây là nhà em tự mua Em sẽ đón chị và Khánh Hà về ở cùng Với sắp tới đây Chị còn phải đi hỏi vợ cho em nữa chứ Hỏi vợ ư Vâng Em cũng 30 rồi Cũng nên cho chị bé cháu thôi Chuyện em nói thật không Lẽ ra em chưa định cưới ngay Nhưng có chị gái thế này Em sẽ cưới vợ sớm hơn Khổ gần hết đời rồi Thì cũng cho em cơ hội chăm sóc lại chị chứ rồi cả Khánh Hà nữa. Nhà chồng tương lai là gia đình danh giá, em không muốn con bé khi lấy chồng bị người ta coi thường. Đúng là bà đã khổ gần một đời rồi, giờ có cậu em trai giàu có thì tội gì bà không dựa dẫm. Ông trời đã thương xót bà thì bà cũng nên nhận lấy, cũng coi như cho con gái chỗ ra vào đường hoàng hơn. Cảm ơn em. Chị nói câu đó không sợ em buồn hay sao? Ừ, vậy mai chị chuyển đồ qua chỗ em ở. Em thèm bữa cơm gia đình lắm rồi, nên mai chị nấu nhiều món vào nhá. Ừ thích ăn gì cũng được vậy đêm nay chị cứ ngủ tạm ở nhà trọ đi chuẩn bị đồ cần thiết thôi còn lại em sẽ sắm mới hết cho chị và hà không cần phải nhớ về những tháng ngày vất vả đó nữa đâu chị biết rồi đi về cẩn thận đấy chị vào đi rồi em về duy long về nhà tự tay chuẩn bị phòng ốc cẩn thận và ngay sáng hôm sau cho người mua sắm toàn bộ đồ mới hết sau khi chuẩn bị mọi thứ đầy đủ tinh tươm thì buổi chiều hôm đó long lái xe tới bệnh viện đón cháu gái Chủ ý của Duy Long ai cũng tán thành và ủng hộ, nên Khánh Hà chỉ có thể nghe theo ngay sau khi cô được các bác sĩ cho ra viện. Có điều trước khi chuyển về ở cùng với cậu trẻ thì Há căn dặn mọi người phải giữ bí mật về mối quan hệ này. Cô vẫn chưa muốn công khai quan hệ cậu cháu của mình vì còn muốn bắt sống mấy kẻ gian ác kia nữa. Minh Vũ thì không muốn cô phải giấu giếm nên vẫn còn chần chừ cho đồng ý thì Hà năn nỉ. Họ trong bóng tối, mình ngoài sáng. Nói muốn điều tra ngay thì không dễ gì đâu. Cứ từ từ rồi chúng ta lên kế hoạch. Khi bắt hết lũ sâu mọt đó Thì hai người muốn em làm gì cũng được Em nhớ lời mình nói đi nhá Em hứa Vậy giờ đưa em về nhà nghỉ ngơi trước Rồi sao còn ăn bữa tối đặc biệt nữa chứ Nghe giọng anh có vẻ vui nhỉ Chuyện nay cũng coi như anh ra mắt nhà vợ tương lai mà Đổ tự luyến Anh tự đi về một mình đi em theo cậu trở về Xe anh có người mượn rồi Nên anh sẽ đi cùng em luôn Sao anh có thể mặt dày đến như vậy nhỉ Với em thì mặt nào anh cũng có Phải không cậu trẻ Minh Vũ trả lời Hà, xong còn cố tình nghền cổ hỏi với tên Duy Long, thì Long cũng phối hợp đáp lại thịnh tình của bạn thân với lời rất chi là chất ngất. Đúng rồi, mặt cậu giày số 1 thì không ai dám tranh số 2 đâu. Trách cứ vu vơ thôi, chứ thấy cậu trẻ và Vũ thân thiết hiểu nhau như này, Khánh Hà thực sự rất vui. Quá khứ để áp nỗi buồn rồi, hy vọng từ nay sẽ chỉ có hạnh phúc và bình yên. Xe rất nhanh đỗ trước căn biệt thự rộng rãi khang trang. Thật sự, Khánh Hà chưa bao giờ nghĩ cô có được chỗ ở tốt như thế này ngay cả trong mơ cô cũng chưa bao giờ mơ thấy nó quá đẹp và sạch sẽ vào nhà thôi nhà cậu đẹp quá từ nay đây là nhà của gia đình chúng ta cháu cảm ơn cậu đã cho mẹ con cháu chỗ ở tốt như vậy thực sự cháu không dám nghĩ tới là cậu phải cảm ơn mẹ cháu đã cho cậu có mặt ở trên đời này nên mọi thứ bây giờ cậu cho hai mẹ con chỉ là chút vật chất ít ỏi không đáng để so sánh đừng suy nghĩ nhiều quá cả nhà mình từ nay cứ sống vui vẻ bên nhau là được vâng ạ cậu đã chuẩn bị cho cháu của hồi môn rồi đợi cháu khỏe hẳn thì cậu làm thủ tục sang tên cho có được chỗ ở khang trang lịch sự là điều không thể ngờ rồi làm sao hà có thể mơ tới việc có của hồi môn khi đi lấy chồng cơ chứ sao có thể tốt số tới như vậy cậu cậu nói sao ạ là từ nay cậu có trách nhiệm chăm sóc cho mẹ cháu còn khi cháu đi lấy chồng thì cậu cũng lo được sao cậu có thể tốt như vậy chứ đứa ngốc này không đối xử tốt với mẹ con cháu thì cậu còn tốt với ai đây? Cậu mới mua căn chung cư, đợi cháu khỏe lại thì hai cậu cháu sẽ đi làm thủ tục sang tên. Nào, không khóc nữa, Minh Vũ đang cười cháu kia kìa, lớn rồi còn khóc nhè. Anh ấy dám cười thì cháu đuổi về luôn, cậu mở sẵn cổng đi, xem máy còn cười được nữa không? Đang mít ướt như vậy thôi, chứ lúc cần đánh đá thì hơn người liền, nên cả Duy Long và Minh Vũ chỉ có thể lặng thinh nhìn nhau tùm tìm thôi. Nhà có một khánh hà, nhưng cả hai người đàn ông muốn bao bọc chở che làm sao nữa để cô buồn phiền cơ chứ và minh vũ lại giờ chiêu ngọt ngào cùng với vợ tương lai anh thương em không hết làm sao mà cười được nào vào nhà xem mẹ nấu món gì ngon không nhanh có khi thảo vi và con bé háu ăn hương ly ăn hết đấy chân em đang đau đấy anh mà hấp tấp vụng về đụng vào em nữa thì chết với em anh không vụng về lần nữa đâu vợ ơi anh bế em thế còn được em cũng biết hưởng thụ đặc quyền nhân ái rồi đấy có người tự nguyện thì em tội gì từ chối vậy thì từ nay đến hết đời anh nguyện vì em phục vụ muốn vậy thì mong mong mà làm công tác tư tưởng với ba mẹ anh đi khi nào ổn thì hãy tối nhà em nói chuyện nhất định sẽ cho em câu trả lời như ý duy long đùm đỉnh đi phía sau nhìn hai kẻ đang yêu trêu chọc nhau phía trước mà cũng hạnh phúc lây xem ra để chị và cháu gái được bình yên êm ấm thì phải để nhanh tiến độ thôi bữa cơm tối đoàn tụ đầm ấm đầy áp tiếng cười và người cười nhiều nhất là bà mai nhìn bà chuyện trò rồi cử chỉ vuốt tóc cậu trẻ duy long khiến khánh hà tưởng tượng ngày bé chắc là bà phải rất thương cậu và đáp lại là cách đối xử của cậu với người chị gái lớn hơn mình nhiều tuổi cũng đầy sự thương yêu trân trọng như này nếu cô có đi lấy chồng thì cũng quá yên tâm rồi kết thúc bữa cơm ly và thảo vi xin phép về trước minh vũ nán lại sau nhưng đến giờ giới nghiêm cũng phải tạm biệt khánh hà ra về bà mai vì cái bệnh đau lưng nên cũng vào phòng nghỉ ngơi sớm chỉ còn hai cậu cháu bấy giờ hà mới hỏi duy long về việc của trúc cậu ơi cậu có thể cho cháu biết về mối quan hệ của cậu và cô trúc không à cũng không có gì chỉ là đáp lại thịnh tình của cô ta đã từng giúp đỡ nên cậu giúp lại thôi chứ không có quan hệ gì đặc biệt nói rồi duy long kể lại câu chuyện làm sao mà quen trúc cho khánh hà nghe thì cô cũng nói ra thân thế của cô cháu nói điều này cậu cũng đừng kể với ai vội nhé nhất là mẹ phải giấu kín đấy sao vậy cháu không muốn mẹ nhớ về cái người tồi tệ ấy cháu sợ nhìn thấy cô ta sẽ khiến bà đau lòng mất cháu nói đi Người đó là ai? Trúc chính là chị em cùng bố khác mẹ với cháu. Nói cách khác, cô ta chính là con gái của hai kẻ đã khiến cho mẹ con cháu không có nhà để ở, có quê nhưng phải tha hương. Duy Long nhìn Khánh Hà mà đau lòng, chỉ là vô tình, nhưng không ngờ bản thân lại giúp chính kẻ đã làm hại cháu ruột của mình. Dẫu chỉ là ngẫu nhiên, nhưng vẫn có chút áy náy, và hơn hết là thương cho đôi cháu gái quá ư thiệt thòi này. Là cậu đã gián tiếp, tiếp tay cho kẻ ác hại cháu rồi. Chỉ là không may thôi cậu, nhưng giờ rõ rồi Cũng tiện cho mình ngả bài với họ Cô ta dám ỉ vào mối quan hệ của cậu Để loại cháu Thì cậu nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cháu Lúc mới vào công ty Cháu đã lờ mờ đoán ra nhưng không dám nói Giờ có cậu rồi thì cháu không sợ nữa Không cần phải sợ Cũng không cần giấu giếm mối quan hệ giữa cậu và cháu làm gì Từ nay cháu muốn làm gì cứ thoải mái mà làm Cậu cho phép Lúc trước đúng là Khánh Hà Chưa muốn công khai mối quan hệ cậu cháu của mình nhưng sau khi suy nghĩ lại Thì cô quyết định thuận theo tự nhiên Chuyện gì đến sẽ đến Vâng, cháu nghe lời cậu Vậy mấy ngày tới, cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi Việc ở công ty cậu sẽ sắp xếp Cháu sẽ nghỉ hết tuần này Nhưng do công việc đang gấp Sẽ cần người thay cháu xử lý mấy vấn đề trọng điểm Nên cậu ra cho tình nhé Bạn ấy rất có năng lực, trách nhiệm Và cũng là người theo sát quá trình nhất cậu ạ Yên tâm, cậu sắp xếp cẩn thận Vâng ạ Bà Mai ở nhà chăm sóc Khánh Hà Còn mọi người tiếp tục đi làm bình thường Duy Long vừa đến công ty thì ngay lập tức cho một cuộc họp gấp với đội ngũ thiết kế để đưa ra chỉ đạo mới, thời gian cấp thiết. Sau khi nghe Tuyết Nhung báo cáo qua tình hình thì Duy Long cũng vào vấn đề chính luôn chứ không vòng vo. Công việc đang vào giai đoạn nước rút mà cô Hà thì không may gặp tai nạn xe, không tiện đi lại, nên tôi và sếp Vũ quyết định chỉ đạo người thay thế tạm thời cho kịp tiến độ. Em cũng có suy nghĩ như cấp trên, theo em thì cô Hân là người hợp lý nhất ạ. À? thấy cơ hội cho đồng đội của mình đã đến, nên Tuyết Nhung ngay lập tức chớp lấy thời cơ để cử Tú Hân, nhưng tiếc rằng Duy Long không đồng ý và thay vào đó là sự lựa chọn khác. Cô Tú Hân đã hai lần không hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi, nên lần này chúng tôi sẽ chọn cô tình. Em không tán thành, vì đó là sự mạo hiểm. Thay vì chọn một nhân viên không có kinh nghiệm thiếu năng lực, thì em sẽ ưu tiên cho sự thâm niên hơn. Cái chúng tôi cần là năng lực chứ không phải là sự thâm niên. Sau Khánh Hà, tôi thấy cô tình là lựa chọn tốt nhất không muốn nhiều lời với Tuyết Nhung, Duy Long quay sang Bé Tình để hỏi và xác nhận lại. "Cô Tình, chúng tôi cho cô cơ hội thể hiện mình, cô có dám nhận không?" "Em dám ạ. Em sẽ cố gắng hỗ trợ chị Hà trong giai đoạn này tốt nhất để công sức của chị ấy không bị lãng phí." "Rất đáng khen cho tinh thần đồng đội cũng như sự quả quyết cố gắng của cô. Vậy trong thời gian cô Hà nghỉ dưỡng thương, hy vọng cô sẽ làm tốt vai trò của mình." "Em sẽ không để ban lãnh đạo thất vọng đâu ạ." Đúng là cháu gái Khánh Hà nhìn người không sai cô bé tỉnh này rất có chính kiến cũng như quyết tâm rất cao rất tốt phần việc sắp xếp nhân lực hỗ trợ đã ổn thỏa rồi trường phòng nhung theo dõi sát sao và thúc đẩy tiến độ giúp tôi có vấn đề gì phải báo cáo ngay lập tức vâng giám đốc cứ yên tâm ngoài mặt đồng tình với duy long nhưng phía sau là thái độ không hài lòng lại cộng thêm việc minh vũ không chọn mình mà chọn khánh hà càng khiến nhung gom nhiều thù hận biết là nhờ vào con tốt tú hân không được liền chuyển qua con tốt thứ hai là trúc Lấy lý do rồi hẹn gặp Trúc sau giờ làm việc, điểm hẹn là một quán cà phê cách xa công ty. Trúc cũng đang rất muốn hất cẳng Khánh Hà nên rất nhanh liền đồng ý gặp Tuyết Nhung để móc nối. Đến giờ hẹn, Trúc chủ động đến sớm, nhưng khi tới nơi thì đã thấy Tuyết Nhung ngồi đó từ bao giờ. Nở nụ cười xã giao, Trúc lên tiếng chào hỏi trước. "Chị, chị đến sớm thế ạ?" À? "Em đến rồi đấy à, mau ngồi đi. Chị tiện đi công việc nên ghé đây luôn. Em uống nước ép hoa quả cho đẹp da nhé." "Vâng, em cảm ơn chị." tuyết nhung kêu phục vụ cho một ly nước ép rồi dẫn chúc vào câu chuyện của mình cũng lâu rồi mấy chị em chưa có dịp ngồi tâm sự chị vừa gọi cho cậu sơn và cậu ấy bận không đến được dạ đúng là từ ngày anh sơn nghỉ em cũng mới gặp đôi lần không biết dạo này anh ấy thế nào rồi không có cậu sơn chị cũng coi như mất đi cánh tay phải giờ tìm được người làm được việc mà hiểu mình rất khó em ạ vâng tiếc là em không có chuyên môn để giúp chị nhưng mà em có cách này không biết là chị có muốn nghe không cách gì em cứ nói đi chị sẵn sàng nghe. Tuyết Nhung nói rồi chủ động lấy hộp quà trong túi mình ra đặt lên trước mặt Trúc. À, mẹ chị mới đi du lịch về, có mua được nước hoa ở Pháp chính hãng, chị tặng em một lọ dùng thử. Ôi, em có quà ạ, à? món quà nhỏ thôi. Em cảm ơn bác và chị nhé, thơm quá ạ. À. Dùng thử đi, thích thì chị tặng thêm. Trúc nhận được món quà đắt tiền, hết ngắm nghía lại cho lên mũi ngửi lấy ngửi để. Đúng kiểu chưa bao giờ được dùng hàng hiệu, điều này không khó để Tuyết Nhung nhận biết nên cô ta lại đúng vào tâm trạng của đối phương ở nhà chị còn nhiều túi sách rất đẹp mà không biết là em có thích mấy thứ đó không túi sách ạ à? ừ nếu em thích thì để hôm nào chị mang tặng em một chiếc ôi chị tốt với em quá có gì đâu chị là ngại các em thôi chứ nếu thích thì cứ vô tư nhận nhá dạ vậy em cảm ơn chị trước ạ à. không có gì chị em với nhau phải vô tư em ạ à. chúc cật cù rồi lại cười tủm tỉm ngắm nghía lọ nước hoa miệng ngọt nhạt khen ngợi chị nhung dùng toàn hàng hiệu nên thứ gì cũng thơm và đẹp em cứ khen chị Nói thật, chị vừa tốt bụng lại thân thiện với anh chị em đồng nghiệp mà chẳng hiểu sao, sếp Vũ lại để ý tới một con bé khố rách áo ôm, đã thế, mẹ nó lại còn là người thứ ba nữa chứ. Em nói sao cơ? Cũng không ngại nói cho chị biết, chính mẹ nó là người xen vào tình cảm giữa bố mẹ em, khiến cho ba mẹ con em mãi sau này mới được về nhà chính để ở. Sau khi bà nội đón mẹ con em về thì mẹ con nó mới chịu rời đi, nhưng không ngờ khi em vào đây làm lại giáp mặt nó, cuộc đời đúng là chớ trêu. Nói vậy, là em với cô ta là chị em sao Em thảo giúp đỡ một người ngoài như chị Cũng không bao giờ muốn giúp con đó Nó y như mẹ của nó Chị đối xử tận tâm với nó như thế Mà nó còn mặt dày cướp xếp vũ của chị Và còn không biết xấu hổ Đong đưa cả giám đốc Duy Long nữa Tuyết Nhung không ngờ lại được nghe thông tin đắt giá như thế này Chẳng phải bà Mai Phương ghét nhất Là mấy người có hoàn cảnh tồi tệ như này sao Gắn cái mắt con gái của kẻ thứ ba Chuyên phá hoại gia đình người khác Thì bà ấy càng ghét thậm tệ Khánh Hà Xem mày lần này chờ mình thế nào, vị trí bà chủ tương lai của SAM chỉ có thể là tao thôi. Chị Nhung, chị sao vậy ạ? À? à không, chỉ là chị có hơi bất ngờ chút thôi. Cái bất ngờ về nó còn nhiều lắm, chị có muốn biết nữa không ạ? À? Còn nữa sao? Rất nhiều tai tiếng nên mới phải tháo chạy vào tận đây đấy chị. Đi học thì ăn chơi xa đọa, cặp kè với cả giảng viên của trường. Chuyện này không nói chơi được đâu em. Em không nói chơi mà còn có cả bằng chứng luôn nó để được điểm cao và giành vé tham dự mấy cuộc thi về thiết kế đã không tiếc thân ngủ với người có máu mặt đấy chị ạ không tin chị có theo địa điểm này mà kiểm tra chắc chắn là nó đã vấy bẩn từ lâu rồi nó giống như con mẹ của nó mà một số hình ảnh và địa chỉ mà trúc đưa ra thực sự rất đắt giá tuy vậy tuyết nhung vẫn làm ra vẻ lăn tăn thì trúc tiếp tục cung cấp thêm một hình ảnh nữa em nói có sách mách có trứng đây ạ chuyện này đúng là khiến chị bất ngờ quá em nghĩ với điều kiện nhà chị và sếp vũ thừa sức tra ra việc này chỉ sợ rằng khi cha xong sẽ còn nhiều thứ đáng ghê tởm hơn về nó đấy ạ nếu đúng khánh hà là người như thế thì chị phải báo cho ba mẹ của anh vũ biết chứ không để họ bị lừa được em cũng đồng tình như vậy còn người vô đạo đức mất nét không tử thủ đoạn như cô ta thì nên bị quả báo tốt nhất là đuổi khỏi sam càng sớm càng tốt không còn sớm nữa chị em mình về đi có gì mai chị gửi túi cho nhé em cảm ơn chị yêu ạ không cần phải khách sáo nếu em thật lòng muốn giúp sếp vũ thì có gì cứ alo cho chị nha vâng có gì em thông báo luôn hương ly có việc ở gần đây tình cờ đi ngang qua thấy tuyết nhung và trúc đang nói lời tạm biệt cũng may tối nay ly đi xe máy nên vừa dịp theo sau trúc xem cô ta đi gặp ai tiếp theo thì bất ngờ bị một xe máy khác tranh lên trước chưa lách được thì lại tiếp một xe khác tiến lên khiến hương ly bị tụt về phía sau thấy khoảng cách của mình và trúc cách xa quá lại sắp sang đèn đỏ nếu phải chờ một thời gian sẽ mất dấu của trúc nên ly quyết định rổ ga phóng nhanh thì bất ngờ có tiếng tuyết còi một hình ảnh quen thuộc đứng ra chặn lại Mới hồi giữa tuần trước, Ly bị phạt vì lỗi vi phạm quá tốc độ, ký vào biên bản nộp phạt cùng với lời hứa nghiêm túc không tái phạm mà còn chưa hết một tuần đã mắc lại thì có chút xấu hổ. Con đường chinh phục Cross còn nhiều gian nan, bụng bảo dạ không dùng chiêu bài cơ đồ người ta bằng kiểu này nữa mà vô tình Ly lệ vướng phải. Chưa biết nói gì ngoài tiếng thở dài thì đối phương là chàng cảnh sát giao thông Hoàng Minh Khôi nhắc lại câu nói quen thuộc. Mời cô tấp xe vào lề đường. Em hương ly miệng mấp máy nhưng vẫn không nói nên lời thì minh khôi chủ động dắt xe lên vỉa hè giọng nói vẫn chín phần nghiêm túc đối với ly có vẻ là cô rất quen hứa hẹn không phải đâu ạ à. em em thực sự không cố ý tái phạm chỉ là tính tới hôm nay cô có đến 6 lần vi phạm rồi nếu không phải cố ý thì là xem thường luật giao thông hay là không tôn trọng nghề nghiệp của chúng tôi em không có thật ạ à. bữa nay là vì vẫn luôn có tiếng là láu cá miệng lưỡi giỏi chống chế Thế mà mỗi lần đứng trước chẳng cảnh sát giao thông Minh Khôi là Hương Ly lại như gà mắc tóc. Và lần này càng không biết giải thích ra sao thì Minh Khôi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Trình tự đúng mực, không có gì bàn cãi nhưng thái độ quá lạnh lùng khiến Ly chỉ biết tuổi thân nhìn đối phương. Vi phạm thì phải nhận phạt. Mời cô đưa giấy tờ ra đây. Thôi xong rồi. Mãi đi, chỉ đem mỗi cái điện thoại mà không có bất cứ giấy tờ kèm theo nào. Hương Ly một lần nữa hướng ánh mắt ái ngại nhìn người ta thì chẳng ai như Minh Khôi tiếp tục dùng thái độ dừng dưng làm việc nếu cô quên giấy tờ thì lỗi vi phạm lại càng tăng thêm nhà em ở ngay đây có thể nào linh động cho em về nhà lấy không ạ à? tại khi nãy em đi gấp quá nên quên mang theo cô chắc là hiểu luật trước khi tham gia giao thông nên mang theo đầy đủ giấy tờ chứ em hiểu nhưng vì em tôi không nghe giải thích mời cô ký vào biên bản rồi nộp phạt người gì đâu mà đối xử với gái sinh lạnh nhạt quá vậy mà quên giấy tờ quên ví rồi thì lấy tiền đâu ra mà nộp Hương Ly sốt ruột đưa tay gãi đầu thì bất chợt nhớ tới câu nói vui của Thảo Vi hôm trước dì tai. Nếu đằng trai mà vẫn cứ mãi thờ ơ thì mình phải mặt dày tiến tới chứ không được tụt lùi. Lâu nay toàn là Hương Ly làm đủ trò nhưng Khôi vẫn cứ dừng dưng thì lần này thử ngang ngược vô lý xem sao. Em quên giấy tờ, quên luôn ví ở nhà rồi thì có thể linh động cho em gọi người thân hỗ trợ được không? Nếu không được thì em đành tự nguyện theo đồng chí về đồn thôi ạ. Người đồng nghiệp của Minh Khôi cũng xem như quá quen với cảnh này vì thế mà phì cười với câu nói vừa rồi của hương ly nhưng khôi thì vẫn giữ thái độ nghiêm túc với người vi phạm đề nghị cô nghiêm túc không khó nhận ra hương ly cố tình làm ra những lần sai phạm này là vì muốn tiếp cận với đối phương của mình nhưng tiếc là minh khôi một lần nữa phớt lờ tâm ý của ly năm lần vi phạm trước thì cả năm lần khôi đều trưng ra một thái độ rất nghiêm túc khiến người ngoài như cậu đồng nghiệp cũng phải thương cảm thay đến lần thứ sáu dù là vô tình hay hữu ý thì khôi vẫn giữ thái độ trước sau như một và người sau cùng có thay đổi chính là Ly, không còn dáng vẻ ngại ngùng e dè mà thay vào đó là sự nhí nhảnh pha chút ngang ngược đáng yêu, câu nói có chút hài hước với một người nghiêm túc như Khôi nhưng cảm giác vẫn chưa đủ đô, hương ly tiếp tục chuyển sang cách khác. Em lỡ quên cả giấy tờ lẫn ví tiền mà liên lạc với người thân không được thì anh có thể cho em thực hiện nộp phạt bằng phương thức khác không ạ? Hiện nay, ngoài các hình thức nộp phạt thông thường, người dân có thể nộp phạt bằng hình thức chuyển khoản cho tài khoản của kho bạc nhà nước thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. Cái người này trông vẻ ngoài không đến nỗi nào mà thái độ tâm lý còn cứng hơn cả bê tông. Suốt một thời gian dài dùng đủ mọi cách, diễn đủ các trò, nhưng Hương Ly vẫn bị Minh Khôi ngó lơ, thì cảm giác thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, cố ngăn không cho giọt nước mắt ấm ức rơi xuống. Hương Ly ký cái duyệt vào tờ biên bản, rồi tiếp đến là tiến hành thao tác nộp phạt bằng hình thức online. Sau khi kết thúc, Ly cũng dùng lại thái độ lạnh nhạt đáp trả Minh Khôi. "Hoàn thành xong thủ tục nộp phạt thì tôi có thể rời đi chứ?" "Cô có thể rời đi." nhưng là đi về nhà thì không vấn đề nhưng nếu tiếp tục tham gia giao thông thì các chốt kiểm tra khác vẫn có thể xử phạt cô với vi phạm giống như trên hoàng minh khôi đến cuối cùng anh vẫn là tên sắt đá đồ quân phiệt kẻ phát xít tôi ghét anh nhìn hương ly bậm môi dắt xe đi thẳng mà cậu đồng nghiệp của minh khôi chỉ biết thở dài lắc đầu anh cũng thật là tâm ý người ta rõ ràng thế rồi còn khiến người ta phải đau lòng cậu rảnh việc quá à ok ok không nói nữa em đi làm việc tiếp đây Hương Ly không về nhà mà đến thẳng biệt thự của Duy Long. Vừa bước vào đã thấy cảnh Khánh Hà được cả cậu trẻ và bạn trai quan tâm hỏi han ép ăn, thì Ly mặt ỉu xìu ôm bạn thân ăn vạ. Bà thì sướng quá rồi, còn tôi nhọn như số con cờ hó ấy. Ai à, bắt nạt bà? Không có. Thở dài thế này còn nói là không? Sao? Lại chạy xe máy đi tiếp cận người ta rồi bị ngó lơ à? Hôm nay còn không cố tình tiếp cận, nhưng vì vô tình bắt gặp Tuyết Nhung và Trúc mà tôi tự đẩy mình vào thế khó xử. Là sao? Bà nói rõ hơn xem nào Nói lại nhiều tới ánh mắt lạnh nhạt Cùng với thái độ hờ hững của Minh Khôi Càng khiến cho Hương Ly đau lòng Nhưng chuyện liên quan tới Trúc Cũng không thể bỏ qua được Nên Ly chậm rãi kể lại tình huống đó Là hồi tối Tôi chạy xe máy vòng qua cung đường người ta đang làm việc Định bụng chỉ đứng từ xa nhìn thôi Ai dè bắt gặp Tuyết Nhung và Trúc đang thì thầm to nhỏ Lúc chia tay Nghe có vẻ con Trúc còn muốn hẹn với ai đó Nên tôi chạy xe theo cô ta Nhưng bất ngờ bị hai xe máy tranh đường vượt trước Sợ mất dấu vết nên là tôi vượt cả đèn đỏ ai ngờ bị người ta chặn xe phạt vi phạm quá tốc độ lại thêm cái tội quên giấy tờ biết vậy mình đề phòng tìm hiểu sau cũng được sao phải mạo hiểm quá vậy bà đúng là thì lúc ấy vội quá nên quên bén luôn không những bị phạt còn bị nhắc nhở nghiêm khắc ấy rồi tôi hiểu số phận của bà luôn thế làm sao mà nộp phạt khi mà không có tiền mặt thì tôi phải nộp online chứ còn sao nữa càng nói chuyện càng đi sâu vào tâm trạng khiến Ly mặt buồn như đưa đám, thì Duy Long và Minh Vũ cũng không ngồi yên được, giọng Vũ có chút bực bội hỏi. Bỏ qua chuyện của hai người kia, thì tóm lại là thằng nào làm em thất tình. Em không muốn nhắc tới cái tên giống quân phát xít đó nữa đâu. Một cái đầu không gỡ dối được, thì phải nói để nhiều cái đầu cùng gỡ, chứ định nắm ra đấy ăn vạ à. Trước đó mạnh miệng nói không muốn đeo gông cho mệt, thì giờ cắm cảnh thất tình đào điên. Hương Ly ôm Khánh Hà vật vã khóc lóc, làm cả bọn cũng dối dám theo. Cứ khóc đi, rồi nghe mấy anh em bày cách, tôi không thèm quan tâm tới tên sắt đá đó nữa nói không thèm quan tâm còn khóc làm gì thì bực mình được rồi không quan tâm thì không quan tâm khóc cho hết bực đi thảo vi bận chút việc nên đến sau thì vừa hay chứng kiến cảnh khóc lóc rộn nhà của hương ly không hiểu có chuyện gì nên đánh ánh mắt qua hỏi duy long thì được nghe câu trả lời bất ngờ ngựa con đang thất tình chị ly thất tình á chứ không em nghĩ xem ai khiến nó ra nông nỗi này nghe duy long nói mà minh vũ cũng bật cười theo thì Tào Vi đặt túi hoa quả xuống bàn cũng tùng tìm em biết người đó là ai hai anh có muốn biết không là anh chàng nào mà khiến cho con ngựa chiến này bị thất tình thế em đây ạ à, chuẩn soái ca luôn Thảo Vi vô tư cười nói rồi còn chia cái ảnh hôm đi cùng với Hương Ly thì Duy Long vội cầm lấy cái điện thoại lên xem như này mà em cũng xem là chuẩn soái ca được còn thua sao bọn mình vũ nhở đâu xem nào đấy ông xem đi có đúng như tôi nói không ờ thì trông cũng tạm được không nghĩ là hai kẻ già đầu còn bày ra trò ghen tị này vi lắc đầu với tay lấy lại điện thoại vâng thì không qua được hai sếp nhà mình còn thua xa chứ hơn làm sao được không nghĩ hai sếp còn có mặt ghen tị trẻ con thế này đâu đấy em giỏi lắm dám khen người đàn ông khác trước mặt anh rồi còn nói là anh trẻ con nữa phạt em đi gọt hoa quả cho anh ăn đúng là mấy kẻ già đầu thì giống nhau miệng nói một đằng nhưng luôn làm một nẻo ăn hoa quả cái gì có mà ăn đậu hũ thì có thảo vi đúng kiểu cá nằm trên thớt trước một chàng trai to lớn như Duy Long làm sao có cơ hội để thoát thân và rồi sau khi bị người ta bắt nạt hôn sưng cả môi lên thì mới chịu tha cho. Tạm thời vậy thôi. Anh cơ hội quá thể luôn ấy. Muốn giúp bạn em thì nên đối xử tốt với anh. Bạn em trước với bạn của anh à? Thì là gì cũng phải tạm ứng cho anh trước rồi anh hiến kế cho. Bảy đặt. Không bày đặt chút nào. Em nghe xem có lý không nhá. Nói rồi Duy Long ghé tay Thảo Vi thì thầm một lúc thì Vi cười thành tiếng. Em thấy được đấy. Chuyện anh mà đã ra tay thì gạo say ra cám luôn Chỉ giỏi làm chuyên gia giúp người ta Thế mà bản thân lúc trước thì giờ như hạch ý Thì tại ai đó cứ rừng rưng Không thèm quan tâm tới người ta chứ Trách em thì hay lắm Là đàn ông cứ chủ động tấn công xem Phụ nữ có mà chạy đằng trời À em cũng lộ mặt rồi nhỉ Giờ em được cả Khánh Hà và chị gái anh ủng hộ rồi Em còn lo anh chắc Vậy mau chuẩn bị lên xe hoa thôi Bảo gọt hoa quả cho nhau ăn Mà mất cả tiếng tán tỉnh giờ còn đâu Bên trong vui nhộn bên ngoài tâm trạng nhưng sau cùng cũng được đĩa hoa quả đầy ắp thảo vi đặt đĩa hoa quả được gọt cẩn thận lên bàn rồi ngồi xuống cạnh hương ly nào ngồi dậy đi chị bình tĩnh lại rồi chúng ta tính chị không thèn tính nữa đưa hoa quả đây chị ăn ăn từ từ không nghẹn ăn cho hết tức được rồi nghe em nói này người ta muốn ngó lơ thì mình cũng bơ luôn để xem ai thua ai nói chứ em nhìn ánh mắt của chàng cảnh sát giao thông đó cũng không phải là không có gì đâu chị mặc kệ cái tên đáng ghét đó ừ mặc kệ luôn cho bõ tức tuy vậy nhưng chưa đủ mà phải khiến cho anh ta đau hơn mình mới thôi miệng nói không muốn quan tâm không thèm để ý nhưng khi nghe thảo vi nói muốn người ta đau hơn mình thì ly vội bỏ miếng táo đang ăn dở xuống em tính khuyên chị chọc tức anh ta à cũng không hẳn nhưng mà chị nghe câu theo tình tình chạy chạy tình tình theo chưa ờ thì nghe rồi vậy thì từ giờ chị cứ phớt lờ người ta cho em để xem rút cuộc ai thua ai theo kế hoạch ban đầu thì phải mất khá nhiều thời gian công đoạn nhưng may mắn lúc chuẩn bị thực hiện thì thảo vi và duy long được ông trời giúp đỡ nên đã nhanh chóng chuyển đổi sang kế hoạch rút gọn khác cả hai quyết định không bàn trước với ly mà diễn biến theo tự nhiên luôn nghe thông tin minh khôi tối nay sẽ tới dự tiệc sinh nhật với bạn ở quán bar nên thảo vi cũng gọi hương ly tới đó luôn lúc vào khéo léo tránh cho hai người nhìn thấy nhau nhưng khi hai bên rượu đã ngà ngà thì vi mới để cho hương ly ngồi sát cạnh duy long và bản thân thảo vi đi thẳng lên sân khấu thông báo muốn hát một bài tặng cho hai người bạn thân của mình dứt lời ánh đèn sân khấu cũng theo hướng chỉ tay của vi chiếu thẳng xuống chỗ ngồi của ly và duy long bên dưới thì vừa hay minh khôi cũng nhìn sang hương ly không biết có người đang nhìn mình nên vẫn vô tư ghé tay duy long mắng vốn thảo vi vợ tương lai của anh lắm chuyện quá muốn hát tặng anh thì nói thẳng ra lại còn lôi cả em vào làm gì thế chúng ta chẳng phải là bạn thân của cô ấy còn gì vâng em không dám cãi lại vợ chồng nhà anh cái đấy là đúng đấy tập trung nhận quà đi hương ly cười vui vẻ khi nghe duy long bênh nóc nhà mà không biết bên kia có người đang chăm chú nhìn mình ly vẫn thản nhiên vừa nói chuyện vừa uống vừa đợi cho tới khi thảo vi xuống lại chỗ ngồi nào ba chúng ta nâng ly chúc mừng thôi hơi tiếc vì theo khánh hà và anh minh vũ nhưng không sao để lần sau chúng ta tụ hội đông đủ cạn ly cạn tiếp hai ly nữa thì hương ly nói muốn đi vệ sinh do uống hơi nhiều nên đầu có hơi choáng choáng thế nhưng cũng chưa đến nỗi đi đứng không vững để xảy ra va chạm với cô gái đang đi ngược Rõ ràng Ly vẫn còn đủ tỉnh táo tránh sang một bên Nhưng hình như cô gái trước mặt cố tình muốn đụng phải Có điều va pha chạm này không đến độ tạo ra một lực đẩy mạnh Khiến đối phương ngã vật ra đất thế kia Sao đây? Cố tình ăn vạ à? Tôi... Thấy cô ta mấp máy môi nói tiếng tôi Nhưng sau đó lại chuyển nhanh sang lắp bắp tiếng em Rồi lên tiếng giải thích Cứ như là bị hại đến thương tâm Em... em xin lỗi Em không cố tình va phải chị Nhưng sao chị nấu để em ngã như vậy? Gì đây? Đụng chúng diễn viên à? nhưng lần nữa hương ly chưa kịp nói gì thì cô gái lại tiếp tục nạn ra mấy giọt nước mắt cá sấu à em đau quá anh khôi anh đỡ em được không mà anh cũng đừng trách chị gái này ạ à. là không may thôi chứ chị ấy không cố ý để ngã em đâu nhắc đến cái tên quen thuộc khiến ly có chút tò mò nên đã ngay lập tức quay lại thì phát hiện người cô gái kia nhắc tới là hoàng minh khôi thật là nực cười cứ tưởng mấy cảnh này chỉ có thể diễn ra trên phim ảnh ai ngờ lại rơi vào bản thân đoán không nhầm thì cô gái trước mặt là người thích khôi và chắc chắn cô ta đã theo dõi và biết được ly cũng thích chung đối tượng của mình nên mới có cảnh diễn tội nghiệp như thế này hương ly à mày cũng quá là thảm đi còn chưa tán tỉnh được người ta đã bị ăn đạn thế này thì nhục thật đấy có điều không chỉ là một viên mà ly bị nã đạn liên tục luôn anh khôi em đau quá chân em chắc là bị trẹo rồi anh giúp em đứng lên với ạ à? đi đứng kiểu gì mà lại như vậy phải tới lúc này mới thấy khôi cất lời hỏi han làm động tác đỡ cô gái lên có lẽ vì điều này mà cô ta lại được đà diễn tiếp em đã tránh qua bên này mà không biết sao chị gái kia lại ép em nữa chắc là do chị ấy uống nhiều quá nhưng mà em chỉ đau một chút thôi anh cũng đừng trách người ta và cũng không cần chị ấy phải xin lỗi đâu ạ à. thực tâm chỉ muốn cười cho sự diễn giả tạo của cô ta nhưng càng lúc càng quá đà và thảo mai khiến cho ly khó chịu không dừng bị đổ an tai tiếng thế này không ăn miếng trả miếng lại thấy thật có lỗi với bản thân muốn tôi xin lỗi à à dạ không em không sao chị chắc cũng không cố ý mà đúng không cô nói nghe có vẻ hay lắm nhưng tiếc là hương ly này không làm thì sẽ không bao giờ nhận mặc cho minh khôi đang đỡ cho cô gái thì hương ly cũng không quan tâm một tay kéo mạnh tay cô ta ra rồi đẩy mạnh khiến cô ta ngã chúi xuống đất thích giả tuồng giải yêu quái đáng thương thì cho thành thật luôn sao thế đau thật rồi phải không chị giờ mới chính thức là tôi đẩy cô xin lỗi nhé anh xem chị ấy khi không bị làm phiền khiến hương ly quên luôn việc chính liền quay trở ra không muốn đi vệ sinh nữa có điều khi lướt qua minh khôi ly cố ý dừng lại nhắc nhở một câu tôi và anh vốn không có gì nên phiền anh dặn dò người của mình đừng làm trò trẻ con này nữa nếu không muốn lần sau bị mất mặt tiếp nói rồi hương ly đi thẳng ra ngoài làm minh khôi đứng hình nhìn theo sau trong giây lát có cảm giác đau nhói nơi lồng ngực trái đồng thời xuất hiện sự thôi thúc mãnh liệt nhưng đúng lúc có quyết định theo tiếng gọi của con tim lại bị cô gái kia ngăn cản. Anh khôi giúp em với. Đứng lên. Em em đau quá. Không đến nỗi như thế chứ. Đúng là không đến nỗi không đứng được, nhưng đã làm tới thế này rồi thì sao Nguyệt có thể bỏ qua, khó khăn lắm mới quay lại và hàn gắn mối quan hệ thì sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Anh ôm em chặt một chút để em đứng lên. Bám vào tay được rồi. Chị ấy thật là quá đáng. Không phải tự nhiên người ta làm như thế với em đâu, lần sau đi đứng cẩn thận vào. Vâng À em đâu không đi được Anh bế em được không Không đi được thì ngồi đây Tôi sẽ nhờ người đến giúp Nếu không phải vì sinh nhật của bạn thân Thì tối nay Minh Khôi cũng không xuất hiện ở đây Nhưng đối mặt với mẹ của con gái mình Thì Khôi cũng không thể coi như không quen biết được Dẫu gì cũng từng một thời bên nhau Chuyện hai người lớn không thành đôi là do duyên số Khôi không còn chấp nhận quá khứ từ lâu rồi Nên mọi thứ bản thân làm Chỉ xem là sự giúp đỡ thông thường thôi Anh... Anh không thể nào cho em cơ hội quay lại sao Con gái mình cần có đủ ba mẹ mà Không phải là tôi không cho em cơ hội Mà ngay từ đầu Chính em đã từ bỏ quyền làm mẹ Là em không muốn liên quan tới hai ba con tôi Em lựa chọn vứt bỏ con bé Để đi theo tình yêu chân chính của mình Em còn không nhớ sao Em... em biết sai rồi Anh tha thứ cho em được không Hai chúng ta bắt đầu làm lại Để con có một gia đình đầy đủ anh nhé Ngày Nguyệt nhẫn tâm bỏ lại đứa con nhỏ mới chào đời chưa tròn tháng, khiến Minh Khôi đã rất hận. Nhưng suy cho cùng, sự hận thù với người bội bạc chẳng ích lợi gì mà chỉ tự làm tổn thương bản thân và ảnh hưởng tới con gái. Cho nên sau một khoảng thời gian ngắn suy sụp thì Khôi đã nhanh chóng vực lại tinh thần, dồn hết tâm huyết cho công việc và quan tâm chăm sóc con bé. Chọn cách sống thanh thản nên Minh Khôi cũng chọn tha thứ cho Nguyệt sau khi cô ta bỏ đi không lâu. Người ta nói giữ chân người muốn ở lại, chứ đâu ai giữ được kẻ muốn dứt áo ra đi, mình khôi thấu hiểu điều đó nên coi nhẹ chuyện đã qua để cùng con gái bé bỏng sống những ngày tháng bình yên bên ba mẹ đang tuổi xế chiều của mình. Tôi đã tha thứ cho em từ rất lâu rồi và chính vì điều này mới cho phép em đi lại thăm con. Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc tha thứ không có nghĩa là chúng ta có cơ hội quay lại. Người ta nói còn yêu còn hận, nhưng tôi đã không còn vướng bận bất cứ tình cảm gì với em nữa, nên chúng ta của bây giờ chỉ đơn thuần là bạn bình thường, là những người có cùng trách nhiệm chăm sóc con cái thôi. Em hãy ghi nhớ điều đó đi Anh có cần phải tuyệt tình với em như vậy không? Chúng ta của ba năm sau Đừng nên hỏi mấy câu thừa thãi đó nữa Anh cố chấp không cho em cơ hội Vậy anh nghĩ với hoàn cảnh bố đơn thân của anh Thì có thể tới với người ta sao? Em không cần phải lo xa quá Việc của em bây giờ là ngồi đây Chờ người tới giúp Tôi về trước đây Anh... anh bỏ em ngồi đây một mình à? Anh Khôi, anh đứng lại Không quan tâm người phía sau gào thét gọi mình Minh Khôi một mạch bước đi thẳng chỉ là đi ra tới ngoài thì không còn thấy bóng dáng của ai đó nữa. Có lẽ người ta được đưa về tận nhà rồi. Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Khôi. Giây trước còn thái độ bình thường nghe máy, nhưng vài giây sau thì sốt ruột khi nghe báo cáo của cậu đồng nghiệp. Cậu nói gì? Nhắc lại tôi nghe xem nào. Em bảo anh giờ ở đâu, thì mau đến chốt kiểm tra giúp em với. Cô Hương Ly lại vi phạm luật giao thông rồi. Sao có thể được? Có gì không được khi người ta cố tình vi phạm vì anh. Cố đi một mình và đang ngồi ở đây này xử phạt theo quy định là việc không thay đổi Nhưng người thì bọn em không giữ đâu nhá Rõ ràng quyết tâm không để ý người ta Nhưng khi nghe thông báo của đồng nghiệp Thì Minh Khôi không giữ được bình tĩnh nữa Ngay lập tức điều khiển xe nhanh tới đó Rồi khi nhìn thấy Hương Ly ngồi bệt luôn xuống vệ đường Với vẻ mặt mệt mỏi Thì Khôi đã chẳng còn dáng vẻ lạnh nhạt như mọi lần Đã uống rượu còn lái xe Không biết thế nào là an toàn cho bản thân và người khác à Sao anh lại ở đây Tôi đi qua Thấy người nào đó cản trở người đang làm nhiệm vụ nên rẽ vào. Anh nói là ai cản trở? Đúng lên đi. Tôi vi phạm, khi đã ký vào biên bản nộp phạt rồi, bằng và xe, canh cũng tịch thu luôn rồi, chẳng lẽ việc tôi ngồi đây cũng là cản trở sao? Muộn rồi, để tôi đưa cô về. Suốt cả thời gian dài lạnh nhạt hắt hủi ngó lơ vậy, mà giờ này ly lại nghe ra được sự quan tâm của Minh Khôi, không biết là thương hại hay là nói để dỗ dành một người đang say rượu nữa. Tôi và anh có quan hệ gì mà đòi đưa tôi về Anh lo chăm sóc cho cô bạn gái của anh đi Đừng để cô ta gặp ai cũng diễn mấy vở tuồng chán ngắt đó Không có quan hệ gì Cũng có thể giúp đỡ bình thường Nhưng nếu cô không muốn tôi đưa về Thì để tôi gọi giúp cô taxi của người quen Vừa mới le Lê lói lên một chút hy vọng Thì câu sau của Minh Khôi Đã khiến cho Hương Ly thất vọng ngay được Nhưng cũng đúng thôi Người ta có người trong lòng rồi Thì đâu còn dành sự quan tâm cho người khác nữa có chăng đó là sự giúp đỡ của người có trách nhiệm với công việc cộng đồng mà thôi. Hương Ly à, tỉnh táo lại đi. Không cần đâu, tôi tự gọi xe về được. Đau lòng xen lẫn đau đầu vì rượu, làm ly thiếu thăng bằng, vừa mới đứng dậy đã suýt ngã nhào thì may mắn Minh Khôi vươn tay đỡ kịp. Không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn. Đứng được không? Đi được, qua đoạn này là có taxi rồi. Tôi nghĩ là cô nên gọi bạn tới đón đi, chứ đi taxi không tiện đâu. Không cần phải phiền họ đâu, tôi tự về nhờ bạn trai mà cũng phiền sao Phương ly dừng bước nhìn đối phương vánh mắt khó hiểu thì minh khôi lại nhắc lại ý của câu hỏi vừa rồi cô ngại làm phiền bạn trai của mình à bạn trai của tôi không phải là người ngồi cùng cô tối nay sao à cũng không phải là ngại mà là vì tôi không muốn phiền anh ấy trong khi nhà tôi ngay gần đây anh đừng hiểu lầm bạn trai tôi không chu đáo tâm lý tôi có mắt nhìn người chuẩn lắm sẽ thích người đẹp trai nghiêm túc biết quan tâm chứ không giống như ai đó mắt nhìn quá kém chọn ngay về cái thảo mai thích diễn tuồng. Khôi không khó chịu vì mấy lời nói ý tứ chê trách của Hương Ly, nhưng lại có cảm giác buồn khi Ly dứt khoát từ chối sự giúp đỡ của mình, và sau đó là sự xuất hiện thêm cảm giác mất mát khi thấy Ly lên chiếc taxi đi thẳng. Hương Ly mặc dù rất tâm trạng vì chuyện tình yêu không suôn sẻ, nhưng công việc đang vào giai đoạn nước rút nên cũng chỉ có thể tạm gác con một bên, cùng hỗ trợ bạn thân và anh họ hoàn thành tốt chiến dịch quan trọng lần này. Tập 2 của câu chuyện tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.